chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn a à, lần này trương nguyên thanh cả kinh thầm nhủ tình báo cơ mật như vậy sao có thể nói cho tên mắt hiếp này của thái nhất môn thân là thám báo phó thanh dương phát hiện cấp dưới kinh ngạc giải thích không sao hắn là thành viên bạch hổ vệ tôi thành lập là đồng bạn có thể tín nhiệm bạch hổ vệ trương nguyên thanh dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc của mình linh quân vẫn duy trì tư thế dựa gợi đòn cười nói cậu biết vì sao chưa tổ chức chính phủ linh cảnh hành giả hoang dã còn cần xây dựng tổ chức dân gian không Chương 247, diệt khẩu hai, hỗ trợ nhau, không quá đúng, phương thức sinh tồn chính xác của linh cảnh hành giả là âm thầm, dù sao nếu không có giá trị thanh danh, hành giả cùng trận doanh săn giết lẫn nhau cũng không khấu trừ giá trị đạo đức. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ rồi nói, chia sẻ phương án vượt bản, nếu nhất định phải có một lý do, đại khái chính là cái này. Linh Quân gật gật đầu, đã đúng một bộ phận, nhưng có thể đánh mất ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác giữa hành giả, dựa vào không phải phương án vượt bản mà là một thứ gọi là bang phái lệnh. Bang phái lệnh, làm người mê game, Trương Nguyên Thanh nghe được cái tên quen thuộc. Bang phái lệnh là một loại đạo cụ, tác dụng của nó là khiến linh cảnh hành giả xây dựng thế lực của mình, cậu là người trẻ tuổi, khái niệm này rất rõ ràng chứ. Linh quân phổ cập khoa học nói, bang phái lệnh có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như ở trong linh cảnh, thuộc tính hành giả sẽ được tăng thêm nhất định khi nhiệm vụ kết toán, có phần thưởng giá trị kinh nghiệm thêm vào, có được phó bản thuộc về riêng bang phái, có nhiệm vụ chuyên thuộc về bang phái, có thể kéo thành viên bang phái cùng nhau tổ đội vào phó bản. Chỉ có tổ hợp thành viên cảnh giới giống nhau, lợi ích rất lớn. Cậu hẳn là biết, ngũ hành minh là liên minh do năm tổ chức lớn kết thành, năm tổ chức lớn lúc ban đầu, chính là từ bang phái nhỏ làm lên, dần dần phát triển trở thành năm thế lực lớn mạnh nhất trong thế giới linh cảnh. Nói tới đây, Linh Quân nhìn về phía Phó Thanh Dương, bĩu môi nói, thân là bang chủ, đạt được thuộc tính tăng thêm lớn nhất khó trách ngũ hành minh lắm phe nhiều phái khó trách quan nhã lúc trước nói với mình mình là người của bạch hổ binh chúng tương lai chờ chúng ta thăng cấp lên quá nửa phải vào bang mà bang chủ chính là vị nữ nguyên soái kia thì ra còn có bang phái lệnh món đồ chơi này mình nếu có thể đạt được bang phái lệnh thì có thể xây dựng thế lực của mình chuyên môn thu dụng người cung cấp thông tin ví dụ như chỉ sát cung chủ vô ngân đại sư hứng thú của trương nguyên thanh nồng đậm hơn hỏi làm sao đạt được bang phái lệnh phó thanh dương trả lời hoàn thành một lần phó bản đối kháng nhiều người, cùng lấy thân phận kẻ chủ đạo dẫn dắt đội ngũ đạt được thắng lợi, thì có tỷ lệ nhất định thưởng bang phái lệnh. Linh Quân hầm hừ nói, Phó Thanh Dương ở lúc giai đoạn siêu phàm, số đỏ chó, đạt được một cái bang phái lệnh cấp 2. Bang phái có thể lặp lại, Trương Nguyên Thanh bỗng nghĩ đến, nếu tiền thân ngũ hành minh là năm đại bang phái, vậy lấy thân phận của Phó Thanh Dương, khẳng định đã sớm gia nhập bạch hổ binh chúng. Đương nhiên, cái này cũng không xung đột, Linh Quân nhíp mắt, cười nói, Ví dụ như tôi, tôi là người thái nhất môn, lại là Bách Hoa hội, đồng thời còn là người Bạch Hổ vệ Phó Thanh Dương xây dựng. Như vậy, lúc vào phó bản, chỉ cần ghép đến bất cứ một vị nào trong ba thế lực lớn, tôi đều được cộng thêm. Mà nếu đồng thời ghép với hành giả ba đại bang phái, chỉ có thể chọn một trong ba. Được lắm, thì ra là ngươi gia nô ba họ sao?" Trương Nguyên Thanh liếc xéo hắn, "Có thể trở thành một thành viên của Bạch Hổ vệ, nói rõ Phó Thanh Dương rất tín nhiệm hắn." Lúc này Phó Thanh Dương nhìn về phía đại sảnh, bình thản nói. Nói chuyện phiếm đợi về sau đi, nên xuất phát rồi. Một đám người vừa mới vào đại sảnh, chính là Bạch Long, Thanh Đăng, Quan Nhã, Khương Tinh về cùng thập trưởng tạm quyền đằng viễn. Nhân số tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Khương Tinh vệ hai tay chống nạnh, xài bước chân không để ai vào mắt, cách thật xa, đã cười ha ha nói. Gã mặt đơ, mắt hiếp, lại gặp mặt rồi. Mái tóc dài màu lửa đỏ vung lên, cô bé đã đi tới, Cố mạnh bả vai Trương Nguyên Thanh, anh cũng có mặt à. Chiều cao của cô chỉ tới ngực Trương Nguyên Thanh, kiếng mũi chân mới có thể vỗ đến. Con bé này lực tay thật lớn, Trương Nguyên Thanh âm thầm nghiến răng, đã lâu không gặp, tinh vệ, linh quân tiến lên, xoa mạnh đầu cô gái, anh từ có khỏe không? Không được xoa đầu em, Khương tinh vệ giận dữ, húc đầu tới, linh quân linh hoạt né tránh. Trương Nguyên Thanh vội vàng túm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô gái, để cô tránh được vận mệnh chó gặm bùn. Phó Thanh Dương nói, xuất phát, thập trưởng đằng viễn gật gật đầu trước, tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói, đi công tác một lần, trợ cấp một ngàn tệ. Cảm ơn thập trưởng, Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, bốn chiếc xe MPV lái vào khách sạn lớn quân lệ, đoàn người vào thang máy, đến thẳng Hạ Hầu Tân, cập kỳ vệ sĩ ngủ lại 39 tầng. Phòng cả một tầng này đều bị Hạ Hầu ra đặt, hành lang yên tĩnh không tiếng động. Phó Thanh Dương dẫn theo đội ngũ, tới phòng tổng thống cuối hành lang, hắn chưa ấn chuông cửa, nghiêng đầu nghe một lát, nhíu mày nói. Trong phòng không có người, quan nhã, đi xem người khác của hạ hầu ra có đây hay không. chương 248, diệt khẩu 3, quan nhã lập tức gõ mở cửa phòng cách vách phòng tổng thống, mở cửa là một người trung niên mặc âu phục màu đen, dáng người cao gầy, sắc mặt lạnh lùng. Các người tìm ai, người trung niên âu phục màu đen ánh mắt sắc bén đánh giá đoàn người. Quan nhã nhìn chằm chằm hắn vài lần, xác định đây là một vị linh cảnh hành giả, lạnh lùng nói. Chúng tôi là hành giả chính phủ khu Khang Dương, có việc muốn hỏi Hạ Hầu Tân, hắn ở đâu? Người của chính phủ, người trung niên đồ tây màu đen nhíu mày, ngài Hạ Hầu Tân ở trong phòng nghỉ ngơi. Quan nhã lắc đầu, hắn không ở trong phòng, người trung niên ngẩn ra một phen, trầm ổn trả lời, tôi gọi điện thoại liên hệ một phen. Hắn từ trong túi móc ra điện thoại di động, gọi vào số của Hạ Hầu Tân. Qua một lúc, vệ sĩ cao gầy này buông điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói. Ngài Hạ Hầu Tân hôm nay chưa ra ngoài, ít nhất tôi chưa thu được mệnh lệnh ra ngoài, các người có thể ở chỗ này chờ đợi, cũng có thể đi về trước. Chờ ông ấy trở về, tôi sẽ báo cho ông ấy biết. Quan nhã quay đầu nhìn về phía phó thanh dương, phó thanh dương mặt không biểu cảm nói: gọi nhân viên quản lý khách sạn tới đây mở cửa. Các người không thể tự tiện tiến vào phòng của ngài hạ hầu tân. Vệ sĩ trung niên trầm giọng nói: không phục à, đơn đấu, khương tinh vệ chống hông, tính tình nóng này. Thập trưởng đăng viễn đẩy đẩy mắt kính trên mũi ánh mắt dại ra nói anh sẽ thay em xin tai nạn lao động em rất mạnh em sẽ không bị thương khương tinh vệ không phục thập trưởng đằng viễn lạnh nhạt nói em chỉ là hướng anh báo cho biết phúc lợi của nhân viên lãnh đạo tốt trương nguyên thanh giơ ngón tay cái lãnh đạo tôi cảm giác thời tiết có hơi nóng có thể xin trợ cấp nhiệt độ cao không thập trưởng đằng viễn gật gật đầu quay đầu viết một phần đơn xin cho tôi phó thanh dương yên lặng nhìn một màn này cân nhắc cần mang đội hai đánh tan tổ chức lại hoặc là sớm triệu hồi Lý Đông Trạch hay không. Đợi vài phút, quan nhã lấy danh nghĩa nhân viên chị An, dẫn theo một nhân viên khách sạn quay về. Mọi người tránh đường cho nhân viên, cô lấy ra thẻ nhân viên, quét mở cửa phòng tổng thống. Giác, trong nháy mắt nhân viên vặn ra tay nắm cửa, mọi người ở đây đồng thời phát hiện một bức tường vô hình tan vỡ, hóa thành cơn gió nhỏ, cuốn qua hành lang. Phó Thanh Dương nheo mắt, dẫn đầu bước vào phòng, đám người trương nguyên thanh đi theo phía sau hắn, trong phòng khách không có một bóng người phó thanh dương thân là trưởng quan đứng ở trong phòng thái độ tiêu cực thiếu nhiệt tình cuộc sống đằng viễn cũng không nhúc nhích người khác đều tự xem xét wc phòng sách phòng ngủ các nơi khương tinh vệ vặn mở cửa phòng ngủ nhìn thoáng qua bên trong bỗng nhiên quay đầu hô lên hắn ở đây mọi người lập tức tập trung lại bước rèm phòng ngủ kéo chặt ánh sáng tối tăm một bóng người lẳng lặng nằm ở trên giường linh quân bốc một tiếng bật đèn lên người nằm ở trên giường rõ ràng là hạ hầu tân Hắn thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Đội trưởng Thanh đằng đi giày cao gót tới bên giường, kiểm tra một phen, trầm giọng nói: "Hắn đã chết, căn cứ trình độ cứng ngắc của thi thể phán đoán ở 5 giờ trở lên. Hạ Hầu Tân đã chết, chết ở thời điểm mấu chốt này." Trương Nguyên Thanh nhất thời không biết nên vui sướng hay trầm trọng. "Hạ Hầu Tân chết quá khéo rồi." Vệ sĩ theo bọn họ vào, nhìn thi thể Hạ Hầu Tân, đầu tiên là khó có thể tin, nghe thấy đội trưởng Thanh đằng nói, nhất thời hoảng sợ nói: không đúng, lúc 9 rưỡi sáng, ngày hạ hầu tân còn gọi bữa sáng. Mà thời gian bây giờ là 11 giờ trưa, sắc mặt phó Thanh Dương không thay đổi, Bạch Long, Thanh Đằng, Khương Tinh Vệ, Đằng Viễn, các người đi ra bên ngoài trước. Chờ mấy người này rời khỏi, phó Thanh Dương đóng lại cửa phòng ngủ, hắn nhìn về phía trương Nguyên Thanh, nói. Trình độ cứng ngắc của thi thể không nhất định có thể chân thật phản hồi lại thời gian tử vong, còn nhớ rõ hành hành vô kỵ là chết như thế nào không? Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra, giết chết Hạ Hầu Tân là một vị thần giả du. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, cao tầng hoa hồng đêm tối, chính là thần giả du. Quan nhã nhíu mày thật sâu, cho nên, Hạ Hầu Tân là bị hoa hồng đêm tối diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nhìn lão ti cơ một cái, những tin tức này, hành giả chính phủ bình thường cũng không có quyền hạn biết, xem ra quan nhã âm thầm từ chỗ Phó Thanh Dương đạt được rất nhiều tình báo quan trọng. Cũng đúng, chị em họ mà, chúng ta vừa giết Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu Tân đã bị diệt khẩu. Cái này sao có khả năng, cho dù tình báo tiết lộ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh cũng coi như tinh thông một ít suy luật, chỉ cảm thấy rất không hợp lý. Lúc này, Linh Quân dựa vào tường, nheo mắt nói. Nếu kẻ ra tay là thần giả du cao cấp, thì không nhất định cần tình báo nữa. chương 249, diệt khẩu 4. Có ý tứ gì, Trương Nguyên Thanh chưa nghe hiểu, Phó Thanh Dương thì ừm một tiếng, nói. Nguyên Thủy, đi xem linh thể hạ hầu tân còn có hay không? Vì sao thần dạ du không cần tình báo? Tôi chán ghét phương thức nói chuyện của các người. Trương Nguyên Thanh đi đến bên giường, đáy mắt sân trào màu đen, thử câu thông linh còn sót lại trong thi thể. Vài giây sau, màu đen trong mắt hắn rút đi, lắc đầu với ba người bọn Phó Thanh Dương. Linh thể không còn, Phó Thanh Dương sớm có dự liệu, nghe vậy cũng không bất ngờ. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh, nói thần dạ du cao cấp, có năng lực nhìn thấy vận mệnh nếu Hạ Hầu Tân vừa vặn gặp mặt tên hung thủ kia, sẽ bị hắn thấy hướng đi của vận mệnh. Thần Dạ Du còn có loại năng lực này, thấy hướng đi của vận mệnh, ừm, chúng ta lần này tới đây chính là muốn mau chóng bắt Hạ Hầu Tân, giết chết hỏi Linh. Trương Nguyên thanh kinh hãi một phen, nắm giữ lực lượng của Thái Âm Thái Dương, lại có thể thấy trước vận mệnh, thần Dạ Du cao cấp khủng bố bao nhiêu. Hắn sau đó biến sắc, vậy Hạ Hầu chỉ có phải cũng nguy hiểm rồi hay không? Nếu hắn là cao tầng hoa hồng đêm tối, ở sau khi thấy vận mệnh của Hạ Hầu Tân, phát hiện Hạ Hầu chỉ một nhánh này đã bại lộ, hắn khẳng định sẽ tiếp tục giết người diệt khẩu. Không cần lo lắng, Linh Quân cười nói, Hạ Hầu chỉ giam giữ ở trong vườn bách thú của cậu trưởng lão, muốn giết hắn diệt khẩu không dễ như vậy. Anh sao có thể mắng trưởng lão chứ? Trương Nguyên Thanh chấn động, Linh Quân nói tôi không có mắng trưởng lão nha. Cậu Linh Quân, sao cậu mắng chửi người ta hả? Đúng vậy, cho nên anh vì sao mắng trưởng lão? Phó Thanh Dương dùng một ánh mắt lạnh lùng, cắt ngang hai người đối thoại hắn phát hiện nguyên thủy có một tật xấu chính là quá mức sinh động với ai cũng có thể tán chuyện vài câu với ai cũng có thể cười tức giận mắng đường về trên xe mpv phó thanh dương gọi cho trưởng lão ted đi trưởng lão hạ hầu tân bị diệt khẩu rồi biết rồi phó thanh dương trầm giọng nói hoa hồng đêm tối đang đua thời gian với chúng ta tổng kiểm tra sức khỏe bị kéo lùi lại manh mối hạ hầu ra lại đứt ở đây chúng ta lùng bắt đối với hắc vô thường lại về tới điểm xuất phát Mặt khác, bây giờ đã đả thảo kinh xa, hoa hồng đêm tối nhất định sẽ nắm chặt móc nối với hắc vô thường. Trưởng lão, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều nữa, bây giờ cửa đột phá duy nhất là hạ hầu trì. Đầu kia điện thoại trầm mặc một phen, nói, hạ hầu trì là thánh giả cảnh đỉnh phong, tiến một bước nữa chính là chúa tể, nếu muốn giết hắn, phải triệu tập bốn trưởng lão khác bàn bạc, hơn nữa phải câu thông với hạ hầu ra, cái này cần thời gian, hoa hồng đêm tối tuyến này tạm gác lại đi. Được, Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh, trên mặt không thấy biểu cảm. Kết thúc trò chuyện, hắn tựa vào trên ghế dựa, nhắm mắt không nói. Trong một chiếc xe khác, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Hạ Hầu chỉ trong thời gian ngắn không động vào được, kế hoạch thông qua hoa hồng đêm tối tìm hiểu nguồn gốc, lùng bắt hắc vô thường liền phá sản, lại về tới điểm xuất phát, tiếp tục biển rộng tìm kim tìm vu cổ sư. Ai, tiếp tục kéo dài, nổ bộc của phán quan mắt quỷ lần lượt bùng nổ, thủ lĩnh hoa hồng đêm tối lại thành công chạm trán với hắc vô thường, chính phủ liền rất mất mặt, mà hắc vô thường thuận lợi giải quyết vấn đề, lại là một mối hại lớn. Thông minh như hắn, trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Trương Nguyên Thanh muốn tìm đồng đội thảo luận, liếc khương tinh vệ bên trái một cái, lại nhìn một lần thập trưởng đằng viễn thái độ tiêu cực, lão ti cơ ngồi xe em họ của cô. Mình vẫn là tự suy nghĩ đi, hắn thở dài một tiếng, tên kia chết như thế nào, thực không thú vị, mình còn tưởng có thể chiến đấu cơ. Thanh âm Khương Tinh vệ thanh thúy dễ nghe, cô còn chưa rõ chuyện xảy ra hôm nay vẻ mặt tiếc hận nghe quan nhã nói em không đi học trương nguyên thanh hỏi có học em chỉ là không đi trường học khương tinh vệ ngồi xổm trên ghế tựa rộng rãi nói bố em nói giáo viên trong trường học không biết dạy ông ấy mời người dạy ở nhà cho em ông ấy mời người nào em đánh người đó cô gái nhỏ nói tới đây trên khuôn mặt tú lệ đáng yêu lộ ra nét đắc ý sau đó bây giờ giáo viên dạy ở nhà cũng không còn khuôn mặt nhỏ của khương tinh vệ thoáng suy sụp về sau ông ấy tìm hỏa sư thánh giả cảnh làm giáo viên dạy ở nhà, giáo viên dạy ở nhà gặp em lần nào đánh lần đó. Đây là trong truyền thuyết, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, dùng hỏa sư đánh bại hỏa sư. Trương Nguyên Thanh đầy đầu óc đều là lời nhảm, đêm khuya, khu khang dương, vòng cầu bờ sông, đêm tùng hải không thấy ánh trăng, ánh sáng đèn đường không thể chiếu xạ đến góc âm u này. chương 250, tiền căn hậu quả 1. Một. một bóng dáng khoác áo gió, đội mũ lưới chai cùng khẩu trang, từ trong bóng đêm đi tới, đứng ở trước vòng cầu hắn nhìn vòng cầu tối đen, thấp giọng nói. Người rốt cuộc chịu đáp lại liên hệ của ta, thiên đạo bất công. Trong vòng cầu truyền đến một tiếng hử lạnh, hoành hành vô kỵ đã chết, lão đại cực kỳ bất mãn đối với các ngươi, tín nhiệm số lượng không nhiều cũng đang theo đó mài mòn. Bóng người đội mũ lưỡi trai trầm giọng nói, cái chết của hoành hành vô kỵ là ngoài ý muốn, ai có thể ngờ được nguyên thủy thiên tôn kia có được con bài chưa lật. Hơn nữa bởi vì sự kiện này, hoa hồng đêm tối chúng ta cũng bại lộ ở trong tầm nhìn của chính phủ. Càng không ổn là, hạ hầu ra cũng đã bại lộ, cũng may đại hộ Pháp có điều cảnh giác, giết hạ hầu tân, bằng không ngay cả ta cũng có nguy hiểm bại lộ. Người ở vòm cầu nói, đây cũng là nguyên nhân ta đáp lại ngươi, chính phủ dần dần tới gần chúng ta, tiếp tục kéo dài, đối với ai cũng không tốt. Lão đại cần thấy thành ý của các ngươi, bóng người đội mũ lưới trai nói, hắc vô thường muốn bảo chúng ta làm cái gì. Người trong vòng cầu lạnh giọng nói, giết nguyên thủy thiên tôn, báo thù thay hoành hành vô kỵ. Bóng người đội mũ lưỡi trai trầm mặc một phen, nói. Có thể, như vậy, chuyện ta bảo ngươi hỏi, có đáp án chưa? Người trong vòng cầu nói, phán quan mắt quỷ quả thật là chết vào tay ma quân, người có mặt lúc ấy, trừ lão đại, còn có một tên, tên linh cảnh của hắn là thiếu niên binh vương. Thiếu niên binh vương, người đàn ông đội mũ lưỡi trai thấp giọng lẩm bẩm vài giây sau, hắn nói, hắn là ai? Có tư liệu hắn ở trong hiện thực hay không? Có, lão đại biết tin tức của hắn. Giọng điệu người đàn ông đội mũ lưới trai lập tức dồn dập hẳn lên, "Ta muốn toàn bộ tư liệu của hắn." "Được, ba ngày sau, nếu ta thu được tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giết, vẫn là nơi này, ta mang tư liệu thiếu niên binh vương cho ngươi." Người trong vòng cầu nói xong, lại hỏi, "Các ngươi tìm hắn làm gì?" Người đàn ông đội mũ lưới chai lạnh nhạt nói, "Ngươi không cần biết." Xẹt xẹt, Trương Nguyên Thanh trong trạng thái ngủ mơ màng, bị loa vua mèo phát ra tiếng dòng điện đánh thức. Món đồ nát này luôn phát thanh không có dấu hiệu, hắn sốc chăn lên, tới cạnh bàn, mở ngăn kéo, lấy ra loa vua mèo. Đáng nhắc tới, trong ngăn kéo còn có áo lót ren màu trắng của dì trẻ. Trương Nguyên Thanh vốn tính chuyển áo lót tới gầm giường dì trẻ, nhưng hôm nay về trễ, liền quyết định ngày mai chờ dì trẻ đi làm nói sau. Vì phòng bị tiếng ma quân cùng cô gái chiến đấu, đánh thức người nhà, Trương Nguyên Thanh cầm loa vua mèo, chuẩn bị tiến vào dạ du bất cứ lúc nào tiếng dòng điện sẹt sẹt rằng co vài giây một thanh âm quen thuộc truyền đến anh tìm tôi làm cái gì không phải nói không cần gặp lại sao tiếng của anh binh trương nguyên thanh mở to mắt ngay sau đó là tiếng của ma quân tôi sắp chạm tới lĩnh vực kia nhưng trước đó tôi muốn giết phán quan mắt quỷ trước thiếu niên binh vương tôi muốn cậu trợ giúp tôi cậu chẳng lẽ không muốn thoát khỏi phán quan mắt quỷ khống chế sao thoát khỏi chén thánh khống chế nói dễ hơn làm thanh âm trầm thấp của anh binh truyền đến chén thánh xa ngã là đạo cụ loại quy tắc cái gì là loại quy tắc không cần tôi nói rõ nhỉ phàm là người bị chén thánh khống chế cả đời không thể thoát khỏi tử vong là nơi trở về duy nhất tôi bị quản chế bởi chén thánh không thể vi phạm mệnh lệnh của phán quan mắt quỷ liên thủ liên thủ với phán quan mắt quỷ giết anh sao ma quân a một tiếng có thể đối kháng quy tắc chỉ có quy tắc tôi đã tìm được biện pháp đối kháng chén thánh có thể khiến cậu tạm thời thoát khỏi khống chế thanh âm anh binh có chút rồn rập mang theo một tia âm dung, thật sự. Ma Quân giọng khàn khàn cười nói, trong nghề nghiệp thần Dạ Du có một món đạo cụ loại quy tắc, ưng, ừ, tạm thời gọi nó là đạo cụ loại quy tắc, nó tượng trưng cho cực hạn của thần lực mặt trời, là khắc tinh của tất cả dơ bẩn trên thế gian, chờ tôi đạt được nó, liền có thể áp chế chén thánh sa ngã. Sau đó là trầm mặc thật dài, ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh cho rằng đoạn ghi âm có một cái kết thúc, lại vang lên tiếng của Ma Quân, hắn nhẹ nhàng nói, lúc trước cậu ngẫu nhiên đạt được thẻ nhân vật gặp được linh cảnh cậu lựa chọn báo cảnh sát lựa chọn tin tưởng văn phòng cảnh sát nhưng kết quả thế nào chờ đợi cậu là một chén rượu độc cậu quá tin tưởng chính phủ chính phủ trên các loại ý nghĩa thiên phú của cậu rất mạnh tương lai của cậu không thể hạn lược nhưng ở lúc cậu còn là chim ưng non đã bị phán quan mắt quỷ bẻ gãy cánh mấy năm nay cậu xa cách người nhà xa cách anh em mỗi ngày thừa nhận chén thánh xa ngã ăn mòn khổ không muốn sống nữa cam tâm sao hợp tác với tôi đi đã tới lúc giấy thoát trói buộc, dương cánh bay cao, tôi cần lực lượng của cậu. chương 251, tiền căn hậu quả 2. Đoạn ghi âm rốt cuộc hết, Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn, thời gian rất lâu không có động tác. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc đã biết tiền căn hậu quả, nhưng hắn không vui vẻ một chút nào. Thì ra anh là nô bộc của phán quan mắt quỷ, khó trách anh không đề cập với em chuyện linh cảnh hành giả, khó trách sau khi vào đại học, anh liền xa cách với em, khó trách tính tình anh thay đổi hẳn, mấy năm nay, là trải qua như thế nào trương nguyên thanh gục đầu không nhúc nhích mười mấy giây sau hắn trà mặt mạnh mẽ đè nén cảm xúc cuồn cuộn ập đến ở đáy lòng ít nhất ít nhất anh binh có khả năng còn sống trương nguyên thanh hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh bắt đầu sắp xếp lại mạch lạc chuyện này anh binh ở trước khi vào đại học ngẫu nhiên đạt được thẻ nhân vật trở thành linh cảnh hành giả ở sau khi gặp phải sự kiện siêu tự nhiên một người bình thường sẽ lựa chọn như thế nào đáp án là khẳng định báo văn phòng cảnh sát sau đó hắn liền bị phán quan mắt quỷ khống chế phán quan mắt quỷ xếp vào ở trong bộ phận văn phòng cảnh sát nhân thủ của mình triệu anh quân bị ưu hướng vinh giết chết chính là một ví dụ nhưng nếu triệu anh quân cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ hắn là làm sao thông qua tổng kiểm tra sức khỏe không chưa chắc là nô bộc cũng có thể là kẻ hợp tác đến hôm nay mình sớm đã rõ chính phủ là một tổ chức như thế nào thể lượng khổng lồ quyết định bên trong thành phần phức tạp không có khả năng mỗi người đều mang lòng chính nghĩa. Hắn tiếp tục sắp xếp, mà quân đã tìm được cách áp chế chén thánh, đó là một món đạo của loại quy tắc nghề nghiệp thần giả du, cho nên, chén thánh quả nhiên xuất hiện vấn đề, cho nên, hắc vô thường mới sẽ lựa chọn liên lạc với hoa hồng đêm tối, bởi vì thủ lĩnh tổ chức này là thần giả du, vấn đề chén thánh, tỷ lệ đại khái chỉ có thần giả du có thể giải quyết, chi tiết này khớp rồi. Nhưng thủ lĩnh hoa hồng đêm tối không có khả năng trợ giúp hắc vô thường không ràng buộc, trong đó nhất định có lợi ích, hắc vô thường có thể cho đối phương lợi ích gì. Khẳng định không phải chén thánh sa ngã, là món đạo cụ loại quy tắc kia của thần giả du. Cái này chỉ sợ chỉ có làm rõ trạng thái của chén thánh sa ngã mới có thể phán đoán. Anh Binh là ở sau khi ma quân chết, gửi thẻ nhân vật cho mình, mà khi đó, ma quân cùng phán quan mắt quỷ đã chết, gửi xong thẻ nhân vật, anh Binh mất tích. Hắn khẳng định chưa chết, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể không ẩn núp đi. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, cho rằng nguyên nhân anh binh mất tích là vì áp chế ô nhiễm trong cơ thể. Bởi vì, tuy thành công đánh chết phán quan mắt quỷ, nhưng chén thánh xa ngã rơi vào trong tay hắc vô thường, hơn nữa chén thánh xảy ra vấn đề, không thể sử dụng bình thường, như vậy anh binh tỷ lệ đại khái còn chưa giải trừ chén thánh khống chế. Anh binh có lẽ có biện pháp tạm thời áp chế ô nhiễm. Ừm, cái này chỉ là suy đoán, còn đợi nghiệm chứng. Nhưng vì sao anh ấy dặn dò mình nhiệm vụ là đạt được danh sách mà không phải đạt được chén thánh. Đột nhiên, còn người Trương Nguyên Thanh kịch liệt rung động, hắn nghĩ tới một chuyện khiến ra đầu phát tê. Trong danh sách của phán quan mắt quỷ, ghi lại linh cảnh hành giả bị hắn khống chế. Mà anh Binh là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Một khi để chính phủ đạt được danh sách, biết thân phận chân thật của anh Binh, hiểu biết được chân tướng anh Binh cùng ma quân săn giết phán quan mắt quỷ, như vậy, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, truyền nhân ma quân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn. Hắc vô thường nắm giữ danh sách, hẳn là biết thân phận tin tức của anh Binh, nhưng Hắc Vô Thường không biết chuyện anh binh gửi thẻ nhân vật cho người anh em tốt, tin tức không tương đương, cho nên tạm thời sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng, nếu để Hắc Vô Thường biết chuyện này, thân phận truyền nhân Ma quân cũng sẽ bại lộ. Không ổn nhất là, Hoa Hồng đêm tối đang bí mật tiếp xúc với Hắc Vô Thường, nhanh vuốt ẩn núp chính phủ, biết truyền nhân Ma quân tồn tại. Một khi hai bên móc nối đề tài này, khó trách anh binh muốn mình tìm được danh sách, cấp bậc ưu tiên thậm chí cao hơn chén thánh sa ngã. Lưng Trương Nguyên thanh thiếu chút nữa toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Trước đó mặc dù có dựa theo chỉ thị của anh binh, tham dự hành động lùng bắt hắc vô thường, nhưng không biết tầm quan trọng của danh sách, thái độ của hắn không tính là tích cực. Bây giờ khác rồi, bây giờ chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có thành viên thái nhất môn tới cửa kiểm tra đồng hồ nước, hoặc là người của hoa hồng đêm tối mưu đồ gây rối đối với mình. Chương 252: Tiền căn hậu quả ba không thể nôn nóng, càng nôn nóng tâm càng loạn, mà lùng bắt Hắc Vô Thường là công việc thời gian dài, không thể vội. Trương Nguyên thanh ổn định cảm xúc, tiếp tục phân tích. Hắc Vô Thường, Hoa Hồng Đêm Tối, chính phủ, ba thế lực này tin tức không tương đương, là chỗ mình có thể lợi dụng. Trải qua cái chết của Hạ Hầu Tân, Hoa Hồng Đêm Tối khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ hợp tác với Hắc Vô Thường, thời gian để lại cho mình không nhiều nữa. Thông qua con đường của chính phủ lùng bắt Hắc Vô Thường, thông qua chỉ sát cung điều tra Hoa Hồng Đêm Tối, Đúng rồi, mình còn có thể đi khách sạn Vô Ngân xin giúp đỡ, giữa nghề nghiệp tà ác với nhau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có qua lại nhỉ. Không phải bất đắc dĩ, hắn thật ra không quá muốn có liên lạc với người của khách sạn Vô Ngân. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nhớ tới cái chết của Hạ Hầu Tân lúc ban ngày. Thần Dạ dù có năng lực nhìn thấy vận mệnh, nghe cách nói của Phó Thanh Dương, tựa như cần mặt đối mặt mới có thể nhìn thấy. Hơn nữa loại kỹ năng này, hẳn là chỉ có thể nhìn thấy hướng đi vận mệnh ngắn hạn. Bằng không sẽ không vừa vặn diệt khẩu ở lúc chúng ta muốn ra tay đối với hạ hầu tân mà là hạ hầu ra vừa tới tùng hải liền trực tiếp diệt khẩu không là để hạ hầu ra dẹp đường về phủ nếu như vậy liền hoàn hảo đồng thời trương nguyên thanh lại nghĩ đến lão mõ xinh đẹp nghĩ tới nụ cười ý vị sâu xa kia của cô ấy cô ấy có phải cũng nhìn thấy hướng đi vận mệnh của mình hay không nhưng một đoạn thời gian rất dài sau khi mình vượt qua nhiệm vụ thí luyện cùng không có sóng gió gì lớn Cô ấy vì sao lộ ra nụ cười như vậy? Trương Nguyên Thanh ở mãi trước bàn, ngồi tới 5 giờ sáng, mới nằm úp sấp ở trên bàn nghỉ ngơi chút. Ba ba, trong mơ mơ màng màng, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiểu đậu bỉ kêu gọi. Hắn tỉnh lại, thấy tiểu đậu bỉ treo lên bàn, cánh tay ngắn ngủi to béo chống đỡ thân thể, mắt đen lúng liếng tranh công nhìn hắn. Trên tóc máu thừa thất đội một cái ví ra, phù, không phải nội y, Trương Nguyên Thanh theo bản năng thở phào, tiếp đó giận dữ. Không phải trộm nội y phụ nữ, chính là trộm ví tiền mày rốt cuộc là trẻ con hay là lưu manh từ nhỏ tao đã giáo dục mày phải làm một đứa nhỏ chính trực à ba tiểu đậu bỉ nghiêng đầu ấm ức nhìn chủ nhân không rõ hắn vì sao phải mắng mình cái ví tiền này còn rất dày trương nguyên thanh đưa tay cầm lấy mở ví ra ra thấy một sấp tiền giấy thật dày đỏ rực vẻ giận dữ của hắn nhất thời biến mất vẻ mặt rối rắm nhiều nhiều quá rồi lại tập trung nhìn vào phát hiện căn cước công dân ô ví ra của cậu vậy không có việc gì thân là y bát truyền nhân của cậu trương nguyên thanh rút ra ba tờ tiền giá trị lớn trăm tệ đặt lại cái ví ra lên cái đầu quả dưa của tiểu đậu bỉ thấp giọng dặn dò trả ví tiền về a à, ba tiểu đậu bỉ thu được chỉ lệnh hoạt động tứ chi tới bên bàn như một con hải báo nhỏ tung người rơi trên mặt đất sau đó thuần thục vung tay chân xuyên qua vách tường biến mất không thấy trên bàn cơm dì trẻ gặm bánh bao khuôn mặt tròn trịa nói mẹ tìm được nội y của con chưa? Bà ngoại mắng, ai biết con ném ở đâu, tìm một vòng cũng chưa tìm được. Dì trẻ vẻ mặt hồ nghi, con nhớ rõ ném vào trong giỏ rồi, sao có thể không thấy nữa? Cô sau đó nhìn chằm chằm cháu trai, có phải mày lấy hay không? Trương Nguyên Thanh còn chưa nói, bà ngoại nâng tay ký đầu con gái một cái, giận dữ nói, nói nhảm, Nguyên Tử cầm quần áo của mày làm gì, mày nói lung tung những thứ này nữa, lão nương đánh chết mày. Đúng thế, dì chỉ biết bôi nhọ cháu. Trương Nguyên Thanh lòng đầy căm phẫn, rõ ràng là tiểu đậu bị lấy, hắn ở trong lòng bổ sung một câu, nhưng, nếu để bà ngoại phát hiện, vậy mình xong rồi, phải bị thanh lý môn hộ. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh gọi xe tới vịnh nhà giàu. Ở sau khi liên hệ Phó Thanh Dương, hắn ở cửa tiểu khu chờ đợi một lát, chờ được chị gái hôm qua. Đây là thẻ cổng nhà bách phu trưởng cho ngài, màu trắng là cổng tiểu khu, màu đen là cổng biệt thự. Chị gái chân dài tất đen mỉm cười đưa qua hai cái thẻ một đen một trắng kế hoạch của trương nguyên thanh hôm nay là trước hướng phó thanh dương báo cáo suy luận của mình chỉ ra chén thánh xa ngã có thể tồn tại vấn đề để phó thanh dương biết chân tướng việc này đương nhiên không thể nói thẳng mà là cần lấy phương thức thảo luận mở ra sau đó liên lạc chỉ sát cung báo cho biết chuyện hạ hầu tân bị diệt khẩu cuối cùng đi khách sạn vô ngân một chuyến hướng bọn họ tìm hiểu tình báo của giới vu cổ sư chị gái tất đen ở phía trước dẫn đường mỉm cười nói bách phu trưởng đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau khi nhận được điện thoại của cậu, liền bảo tôi tới đón cậu. chương 253, quỷ gửi thư 1. Nghỉ ngơi, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Bách phu trưởng trắng đêm không ngủ, hẳn là vụ án gặp phải bình cảnh. Chị gái tất đen cười dịu dàng, tôi đi theo thiếu gia rất lâu rồi, còn chưa từng thấy hắn vì một vụ án buồn bực như thế, ngài phải giúp hắn nhiều hơn. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, rất nhanh, hắn một lần nữa tới cửa biệt thự xa hoa. Trong phòng sách, Trương Nguyên Thanh nhìn tranh chân dung treo ở trên tường, lại nhìn phó thanh dương tư thế ngồi đoan chính cảm khái nói tranh là tranh tốt đáng tiếc phó thanh dương đang chuẩn bị hỏi nghe vậy ngẩn ra lời này giải thích thế nào trương nguyên thanh thành khẩn nói cho dù trình độ họa sĩ cao tới đâu cũng vẽ không ra một phần ngàn thần thái cùng anh tuấn của bách phu trường bởi vậy đáng tiếc phó thanh dương nhìn hắn vài lần thản nhiên nói nói việc chính đi đừng lãng phí thời gian ở trên những lời không có ý nghĩa này nhưng trương nguyên thanh từ trong biểu cảm rất nhỏ của đối phương nhìn ra hắn thật ra rất hưởng thụ lúc vừa mới đến phó thanh dương nhíu mày tâm sự nặng nề nhưng bây giờ lông mày giãn ra sắc mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều trương nguyên thanh kéo ghế dựa lưng cao qua ngồi xuống nhìn công tử ca cao ngạo lạnh lùng bên cạnh bàn hỏi các trưởng lão cần bao lâu mới có thể làm ra quyết định xử trí hạ hầu trì tôi không thể cho cậu đáp án phó thanh dương lắc đầu sau đó giải thích hạ hầu trì không chạy được nhưng hắn là dòng chính hạ hầu ra trước khi xử trí hắn phải bàn bạc với với hạ hầu gia. Không nói mà giết, sẽ ảnh hưởng quan hệ của hai thế lực, thậm chí tạo thành xung đột. Đây chính là tư duy mông đít quyết định sao nha. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Góc độ trưởng lão suy nghĩ vấn đề so với nhân viên cơ sở là khác nhau, giống nhau mới có vấn đề. Vậy bách phu trưởng kế tiếp tính điều tra như thế nào? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, chưa nói chuyện. Xem ra là không có biện pháp hay, quả thật muốn tìm được linh cảnh hành giả đẳng cấp cao một lòng lẩn trốn quá khó cái này cần thời gian trương nguyên thanh liền nói ngay bách phu trưởng tôi nhớ rõ buổi tối ngày đó giết chết hoành hành vô kỳ, chúng ta thảo luận ra động cơ hắc vô thường ẩn núp ở tùng hải là vì chén thánh sa ngã xảy ra vấn đề cho nên hắc vô thường âm thầm liên lạc hoa hồng đêm tối chạm trán đối phương ở tùng hải phó thanh dương khẽ gật đầu trương nguyên thanh tiếp tục nói ngày hôm qua sau khi tan tầm tôi suy nghĩ thật lâu hoa hồng đêm tối vì sao phải giúp hắc vô thường lợi ích bọn họ có thể đạt được là cái gì ánh mắt phó thanh dương ngưng trọng trương nguyên thanh vẫn nói tiếp lời của mình chúng ta từng phân tích vấn đề của chén thánh sa ngã bắt nguồn từ ma quân mà ma quân là thần giả du hắn tất nhiên sử dụng thủ đoạn nào đó mới khiến chén thánh sa ngã xảy ra vấn đề nhưng tôi kiến thức nông cạn không thể nghĩ ra có cái gì có thể ảnh hưởng chén thánh sa ngã cái đạo cụ loại quy tắc này hắn chưa chỉ rõ là năng lực lĩnh vực nhật thần lực như vậy quá cố ý lấy kiến thức của phó thanh dương chuồn chuồn lướt nước là đủ rồi phó thanh dương trầm ngâm vài giây mắt càng lúc càng sáng có thể đối phó chén thánh sa ngã chỉ có thể là vật phẩm cùng cấp bậc tôi biết thủ đoạn ma quân kiềm chế chén thánh sa ngã rồi hắn nhìn trương nguyên thanh một cái phổ cập khoa học nói là nhật thần lực thần dạ dù đẳng cấp cao có thể vận dụng nắm giữ lực lượng mặt trời về phần ma quân sử dụng là đạo cụ hay vật phẩm tương quan tôi cần tìm đọc cơ sở dữ liệu nếu cần thiết phải hướng thái nhất môn xin quyền hạn hoa hồng đêm tối hẳn là muốn đạt được nó tuy cái này không thể để chúng ta trực tiếp tìm được hắc vô thường nhưng hiểu biết càng nhiều tình báo cửa đột phá sẽ theo đó xuất hiện công tử ca cao ngạo lạnh lùng lộ ra một nụ cười khen ngợi suy nghĩ của cậu tốt lắm tôi quả nhiên không nhìn lầm người nếu cậu là thám báo nhất định sẽ cực kỳ xuất sắc vẫn là thôi đi làm mắt có cái gì tốt trương nguyên thanh giám trước mặt lý đông trạch trêu chọc như thế lại không dám ở trước mặt phó thanh dương làm nhục thám báo tiếc hận nói đúng vậy đúng vậy rời khỏi biệt thự trương nguyên thanh gọi cho vương thiên ngài có gì phân phó vương thiên cung kính nói tần suất ngài liên hệ tôi có phải quá cao rồi hay không anh giúp tôi chuyển lời chỉ sát cung chủ cứ nói hạ hầu tân bị diệt khẩu rồi mặt khác chuyện tôi bảo cô ấy điều tra hy vọng cô ấy có thể nhanh một chút thời gian rất khẩn trương trương nguyên thanh trầm giọng nói vương thiên nghe vào trong tai kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Một mặt là kinh ngạc bởi hạ hầu tân bị diệt khẩu, bị ai diệt khẩu. mươi 254, quỷ gửi thư hai Một mặt khác là giọng điệu thúc giục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bảo cô tra chuyện, nhanh một chút. Ai không biết còn tưởng cung chủ là người cung cấp thông tin của hắn. Cung chủ hẳn là không phải người cung cấp thông tin của thằng nhóc này chứ. Tốt, tốt, Vương Thiên vẻ mặt hoang mang cúp điện thoại, kế tiếp đi khách sạn vô ngân, tìm nghề nghiệp tà ác nơi đó tìm hiểu tình báo. Trương Nguyên Thanh ra khỏi tiểu khu biệt thự ở ven đường bồi hồi hồi lâu gọi lại một chiếc xe taxi. ở sau khi nói giá xong, hắn đi xe taxi tới thành phố Kim Sơn phương Bắc. Một giờ sau, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưới chai cùng khẩu trang đi vào đại sảnh khách sạn vô ngân. Cô gái đứng quầy liếc hắn một cái, đánh giá chút, nhận ra Trương Nguyên Thanh, nhíu mày nói cậu lại tới làm gì? Cô vẫn là trang phục lúc mới gặp, áo sơ mi màu trắng phối hợp bộ âu phục màu đỏ rượu tiêu chuẩn đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn ngũ quan tươi tắn mắt tròn mà quyến rũ bộ ngực cao ngất tràn ngập ý nhị của phụ nữ trưởng thành chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt làm người ta khó có thể tới gần biết đối phương không phải hạng người hung tàn trương nguyên thanh mỉm cười nói không cần cảnh giác quá như vậy cháu muốn kết bạn với gì thêm người bạn thêm con đường mà cô gái diễm lệ nheo mắt cười lạnh nói nếu cậu là muốn tán tôi cậu sẽ chết rất thảm nếu cậu là có mưu đồ đối với quần thể sau lưng tôi cậu sẽ chết càng thảm hại hơn Trở về đi, nơi này không phải nơi cậu nên đến. Không phải, vì sao cô sẽ cảm thấy tôi muốn tán cô? Diều hâu ăn gà con sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn phát huy đầy đủ tài năng xã giao của mình. Lời đừng nói quá như vậy, mọi người cần bạn bè, cũng cần giỏi kết giao bạn bè, như vậy đường mới có thể càng đi càng rộng. Ngày đó xấu hổ làm cha chính là kết bạn với tôi, các người mới có thể biết được lời chăn chối của hắn. Cô gái diễm lệ nhìn chằm chằm hắn vài giây, lạnh lùng nói nói cho tôi biết mục đích của cậu. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, từng nghe nói Hắc vô thường không? Chính phủ gần đây đang lùng bắt hắn, các người có tin tức của hắn hay không? Cô gái Diễm Lệ trào phúng, cậu cảm thấy tôi ngồi ở trong khách sạn có thể thay cậu tìm hiểu được tung tích của Hắc vô thường. Cô trầm ngâm vài giây, lại nói tôi có thể giúp cậu đi chợ đen hỏi thăm. Thấy Trương Nguyên Thanh vẻ mặt hoang mang, cô a giải thích, không phải loại chợ đen kia chính phủ các người cho phép, là chợ đen chỉ có nghề nghiệp tà ác mới biết được dù sao cho dù là kẻ cặn bã tội ác trồng chất, cũng cần giao dịch. Nhưng tôi phải thu phí dịch vụ, phí trợ cấp phiêu lưu, phí tổn thất tinh thần. Phí dịch vụ cùng phí trợ cấp phiêu lưu tôi có thể lý giải, phí tổn thất tinh thần là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh nói, phí tổn thất tinh thần. Cô gái biểu môi, đúng lý hợp tình nói, mỗi lần nhìn thấy này xấu xí lại ghê tởm tên, tôi liền cảm giác mình bị đàn ông hấp diêm 100 lần. Được rồi, cô cũng tự bôi đen như vậy, tôi còn có thể nói cái gì đây? Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do có kè mặc cả, đành phải hỏi. Cô nói thẳng bao nhiêu tiền đi, 50 ngàn, cô gái thản nhiên nói, mà kẻ có tìm hiểu được tình báo hay không, đều không trả lại. Năm vạn, nếu là mình trước đây, chỉ có thể lột sạch bản thân nằm lên giường nói, gì, đêm nay cháu là người của gì rồi. Nhưng đối với mình bây giờ mà nói, đây chỉ là tiền trinh. Trương Nguyên Thanh nói, thành giao, tôi yêu cầu duy nhất là nhanh, càng nhanh càng tốt. Nói xong, hắn móc điện thoại di động, trao đổi phương thức liên hệ một phen, gì xưng hô như thế nào. Người phụ nữ nói, tiểu viên, tên rất hay, rời khỏi khách sạn vô ngân, Trương Nguyên Thanh dọc theo đường cái, đi về phía Tùng Hải, tính đi ra một đoạn lại gọi xe. Cơ sở kiến thiết thành phố Kim Sơn, so với Tùng Hải kém xa, hơn nữa bên này lệch về vùng ngoại thành, thường có xe tải chạy, bởi vậy ven đường có tình huống nứt nẻ, nghiêng. Keng, điện thoại di động trong túi rung lên một cái, Trương Nguyên Thanh đứng ở ven đường, móc ra điện thoại di động xem. Một tin nhắn chưa đọc, bạn từng nghe nói truyền thuyết người phụ nữ áo trắng giết người chưa? Nghe nói, cô ta là một ác linh lượn lờ ở cảnh trong mơ, hình tượng của cô là mặc áo trắng tràn đầy vết bẩn, tóc tai bù xù, trong tay cầm theo một con dao làm bếp. Thân thể của cô là do cơ thể người khác nhau ghép lại thành, mặt cô ta quay ra sau lưng, cô luôn đi đường giật lùi. Người phụ nữ áo trắng giết người lượn lờ ở trong mơ đêm khuya, tìm kiếm mục tiêu muốn giết chết khi cô quyết định muốn giết chết ai, sẽ ở đêm khuya gõ vang cửa phòng đối phương, sau đó giết chết mục tiêu. Người thu được tin nhắn này, mời ở trước 12 giờ đêm, xe cho người kế tiếp, bằng không cô gái áo trắng giết người sẽ tìm đến bạn. Đây là niên đại gì rồi, còn có loại tin nhắc rác rưởi không xe liền ích này. chương 255, Quỷ gửi thư ba. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ lại lúc học cấp 2, thường xuyên ở trong group nói chuyện nào đó thịnh hành một thời tin nhắn trò đùa dai, chính là loại cách thức này. Lúc này, một chiếc xe taxi chạy đến. Hắn nhét điện thoại di động về trong túi, đưa tay gọi xe taxi, vừa nghe là đi Tùng Hải, tài xế sảng khoái đáp ứng. Trương Nguyên Thanh quay về Tùng Hải, thời gian là 11 giờ trưa. Hắn vốn định ở bên đường tìm một quán ăn giải quyết ấm no, đột nhiên nghĩ đến, đội trưởng đằng viễn vì đề cao phúc lợi cho nhân viên, nâng cao 10 đồng cho kinh phí bữa trưa của mỗi người. Vốn là 30 đồng một bữa cơm, 40 đồng, có thể ăn một bữa trưa rất không tệ lập tức bảo tài xế đổi tuyến đường đi văn phòng cảnh sát khu khang dương bước vào cửa chính tòa nhà thủy tinh khu nghỉ ngơi giải trí bên trái quan nhã đằng viễn và khương tinh vệ đang ngồi vây quanh ở trước bàn tròn thủy tinh dùng bữa quan nhã tướng ăn tao nhã nhai kỹ nuốt chậm cái miệng nhỏ nhắn đỏ au dính mỡ bóng loáng rất mê người đội trưởng đằng viễn mặt không biểu cảm ăn ánh mắt hơi dại ra đối với cuộc sống và món ngon đều thiếu tính tích cực khương tinh vệ thì khác như hùm như sói tướng ăn có thể so sánh với khỉ lông vàng. Con bé này rõ ràng rất đẹp, đáng tiếc là hỏa sư. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, phân phó nhân viên chuẩn bị bữa trưa cho mình, sau đó nụ cười đầy mặt đi về phía đồng đội, nói. Ha ha, em đến đúng thời điểm, quan nhã nuốt nhẹ miếng thức ăn, nhìn Trương Nguyên Thanh đi tới, hỏi. Cậu mấy ngày nay có chút lười biếng, cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, à không, là hưởng ứng lãnh đạo kêu gọi, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở bên người lão ti cơ, nói. Em hôm nay cũng không lười biếng, đi công tác. Hả, quan nhã dùng một cái giọng mũi bày tỏ bản thân nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh giải thích, tìm một dì 30 tuổi, cho cô ấy một số tiền, làm một số việc. Quan nhã ngẩn ra, sau đó cười nói, ánh mắt không tệ nha, dì ngoài 30 tuổi có thể dạy cậu rất nhiều tư thế. Nếu có cơ hội, cũng muốn theo quan nhã tỉ học tập tri thức. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn thấy bên chân Khương tinh vệ đặt một cái cặp màu đỏ, hỏi. Tinh vệ, em không phải không tới trường học đi học sao? Khương tinh vệ lúc này mới ngẩng đầu lên, cả kinh, sao anh ở nơi này? Hỏa sư thô bỉ, Trương Nguyên Thanh lặp lại vấn đề một lần. Ô, bố em nói công tác không thể chậm chế học tập, bảo em cầm bài tập đến đơn vị học tập, vừa lúc chị quan nhã cùng đội trưởng đằng viễn có thể dạy em làm bài tập. Cô gái tóc đỏ sang sảng nói, quan nhã mặt tối sầm, vẻ mặt đội trưởng đằng viễn, tựa như càng thêm chán đời. Dạy em làm bài tập, Trương Nguyên Thanh thương hại nhìn về phía hai vị đồng nghiệp. Đội trưởng đang Viễn đẩy kính mắt trên mũi, nói, Nguyên Thủy, cậu hẳn là sinh viên nhỉ, tôi cho rằng cậu có thể dạy tinh vệ làm bài tập. Tôi cùng quan nhã tốt nghiệp rời khỏi vườn trường nhiều năm, lạ lẫm với việc học. Không cần đội trưởng, em là học đại học vớ vẩn, học tập rất kém. Trương Nguyên Thanh huyền chuyển từ chối, cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói. Đội trưởng, tôi nhìn ra được, anh tựa như không quá thích làm việc. Đội trưởng Đăng Viễn trầm mặc một phen, chậm rãi nói. Tôi có lẽ là sớm đã lĩnh ngộ được, trên đời này tràn ngập áp bức, thu nhập từ thuế hạn mức cao là chính phủ áp bức, làm việc cường độ cao là tư bản áp bức. Lúc còn trẻ học tập, chăm chỉ học hành, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, sống như con chó. Sau khi bước vào xã hội, lại phải đối mặt bóc lột cùng áp bức đến từ khắp nơi, sống như con lừa. Người ta sống trên đời, ngắn ngủn trăm năm, vì sao phải sống mệt như vậy chứ? Tôi không thay đổi được người khác, nhưng tôi có thể thay đổi chính mình. Bộ dáng thật có triết lý, không, không đúng, cái này giống như chính là sống mòn đi. Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra, đội trưởng đằng viễn thở dài một tiếng, sau khi trở thành linh cảnh hành giả, tôi phát hiện, linh cảnh cũng là cướp chó. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể giữ mỉm cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Kết thúc bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, kéo bức rèm lên. Hắn ngồi ở trước bàn, bắt đầu suy nghĩ chỉ sát cung chủ còn chưa trả lời mình theo lý thuyết cô ấy ở chỗ hạ hầu thiên vấn tra hỏi được không ít tình báo những thứ này đều là manh mối truy tra hoa hồng đêm tối ừm một điểm này bản thân hoa hồng đêm tối cũng biết cung chủ từng nói cô ấy phải phòng bị thủ lĩnh hoa hồng đêm tối tìm tới cửa gì tiểu viên thu tiền của mình hẳn là sẽ làm việc cẩn thận hy vọng cô ấy bên đó sẽ có manh mối tiểu đậu bỉ ngày mai cũng đừng trộm nổi y gì trẻ cho mình nữa một món là đủ rồi bốp, hắn tắt đèn, tiến vào giấc ngủ. mươi 256, cô gái áo trắng giết người, một. Không biết qua bao lâu, Trương Nguyên Thanh bị một cơn đau đầu lâu rồi không có đánh thức, hình ảnh lộn xộn ở trong đầu nhanh chóng hiện lên, bên tai tràn đầy tạp âm không có ý nghĩa. Trong những hình ảnh này, rất nhiều là mảnh vỡ ký ức hỏi linh tích lũy sau khi trở thành thần dạ du. Từ khi trở thành linh cảnh hành giả, theo thể chất tăng cường, hắn dần dần cáo biệt phiền não đau đầu, dẫn tới quên uống thuốc đúng hạn. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn như vỡ đầu, mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra bình thuốc nhỏ, đổ ra năm sáu viên thuốc màu lam, nuốt hết vào. Sau đó, hắn tung người ngã ở trên giường, chờ đợi đau đầu qua đi. Thùng thùng, lúc này, hắn nghe thấy tiếng đập cửa. Ai thế, đêm hôm gõ cửa, Giang Ngọc nhị sao? Trương Nguyên Thanh nhịn đau ngồi dậy, nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, thời gian biểu hiện. Không giờ, 12 giờ đêm, rầm rầm, tiếng đập cửa lại vang lên, tiết tấu so với vừa rồi giống nhau như đúc, khoảng cách đều không sai chút nào. Rất khó tưởng tượng, người ta có thể nắm giữ tiết tấu đến trình độ tinh tế như thế. Là gì trẻ sao, Trương Nguyên Thanh đầu đau như nứt, đầu óc đần độn, hắn đang muốn xuống giường mở cửa, khoảnh khắc hất chăn ra, thân thể chợt cứng đờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, người ngoài cửa, không có tiếng bước chân, đúng vậy, không có tiếng bước chân, ở trước khi tiếng đập cửa vang lên, hắn chưa nghe thấy bất cứ động tính gì, mà đối với thần giả du cấp 2 mà nói, khoảng cách gần như thế, cho dù cửa phòng có hiệu quả cách âm mỏng manh, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cách thính lực của hắn. Không phải người thường, Trương Nguyên Thanh nâng lên một bàn tay, đè xuống đầu óc co rút đau đớn từng trận, suy nghĩ. Có người cha ra thân phận chân thật của mình, mò tới cửa rồi, người của hoa hồng đêm tối, hay là hắc vô thường, hoặc là thái nhất môn. Giờ khắc này, hắn thân thể căng thẳng, adrenaline điên cuồng tiết ra, thế mà lại tạm thời áp chế đau đầu. Mặc kệ là một thế lực nào, giờ này lẻn vào nhà mình lai giả bất thiện mình không thể ở nhà ra tay với đối phương sẽ lan đến đám người gì trẻ nghĩ cách dẫn nó ra ngoài đúng lúc này tiếng đập cửa dừng lại tiếp theo trương nguyên thanh nhìn thấy tay nắm cửa chậm rãi chuyển động rác trong tiếng vang khẽ chốt khóa vang ra cửa phòng ngủ kết một tiếng mở ra một khe hở ngoài khe hở là bóng tối nồng đậm trương nguyên thanh nhìn chằm chằm khe cửa mở ra cơ thịt cả người căng thẳng hắn vẫn như cũng chưa cảm ứng được khí tức của kẻ địch lưng toát ra mồ hôi lạnh Bốp, đột nhiên, một cái tay màu da đen xì, từ ngoài khe hở thò vào, nắm chặt khung cửa, đẩy cửa tới mức lớn nhất. Theo cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc thấy rõ khách không mời mà đến. Đây là một cô gái tóc tai bù xù, khoác áo choàng màu trắng nhếch nhác dính đầy vết bẩn, kéo dài đến mặt đất. Tư thế đứng của cô rất cổ quái, siêu siêu vẹo vẹo, như là con rối tứ chi bị ghép lệch. Cái tay phải màu đen xì của cô cầm theo một con dao làm bếp loang lổ vết xỉ mũi dao làm bếp là hướng phía sau mái tóc dài dày đặc rối bởi che khuất mặt của cô, giữa sợi tóc, từng giọt máu tươi đen xì không ngừng nhỏ xuống. Bộ, bộ dáng này có cảm giác đê ha vu khó hiểu, tựa như từng thấy ở nơi nào. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô gái áo trắng giết người. Oán linh kia trong tin nhắn lúc ban ngày, cái đó không phải trò đùa dai, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ, ban ngày thu được một tin nhắc rác rưởi, lại là thật. Điều này làm người ta khó lòng phòng bị nha, chẳng qua, nếu là oán linh, mình tái lại không sợ. Hắn đang nghĩ như vậy, cô gái áo trắng giết người ở cửa sải bước chân vụng về mà mau lẹ, chạy về phía hắn. Tư thế của cô rất cổ quái, như là đang đi ngược, khi bước đi, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, tay chân hiện ra vạn vẹo không hợp lý. Hừ, đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào lên màu đen, điều động lực thái âm. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì phát hiện mình mất đi năng lực đóng dấu ở trong gen, mất đi áp chế đối với oán linh. Lúc này, cô gái áo trắng giết người run rẩy đi giật lùi tới, sơ lên cao cao dao làm bếp, cánh tay phải rắc xoay 180 độ, mũi đao hướng về Trương Nguyên Thanh, bỗng nhiên chém xuống. Trương Nguyên Thanh lăn trên giường một vòng, phập phập phập, dao làm bếp đuổi chém hắn, gây ra ở trên giường từng vết dao. Trương Nguyên Thanh từ trên giường lăn xuống mặt sàn, sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn chẳng những mất đi kỹ năng ngay cả tố chất thân thể cũng trở về tiêu chuẩn người thường. Hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, hắn không khỏi nhớ tới miêu tả trong tin nhắn. Đây là cảnh trong mơ, không phải kỹ năng của mình biến mất, mà là mình đang ở trong một cơn ác mộng, kỹ năng của mình, đạo cụ của mình, hết thảy đều không thể sử dụng. chương 257, cô gái áo trắng giết người, hai. Không kịp nghĩ nhiều, khóe mắt liếc thấy oán linh quần áo dơ bẩn lại một lần dơ tay chém xuống. Trương Nguyên Thanh quay cuồng lần nữa, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng sàn gỗ du tan vỡ, nếu một nhát dao này chém chúng, hắn sẽ lập tức đầu một nơi mình một nẻo. Trương Nguyên Thanh chống tay xuống đất, từ trên mặt đất bắn lên, nhanh chóng lao về phía phòng khách, lao về phía hành lang, lao về phía cửa chống trộm. Hắn muốn chạy trốn khỏi nhà này, nhưng, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, vẫn không thể vặn nổi tay nắm cửa phòng trộm, lưới khóa giống như gì xét chết ở trong cửa. Vù, tiếng xé gió từ sau đầu truyền đến, Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, chợt cúi thấp người. Vù vù vù, sao làm bếp lượn vòng đến, chém vào cửa chống trộm. Sao làm bếp còn có thể ném, Trương Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng muốn rút dao làm bếp áp chế ngược lại oán linh, ngẩng phát đầu lên, phát hiện dao làm bếp không thấy nữa, cửa trống trộm chỉ để lại một vết dao thật sâu. Mà cô gái áo trắng giết người một lần nữa cầm dao làm bếp, chạy giật lùi tới. Trương Nguyên Thanh thấy thế, chỉ hai ba bước tới cạnh bàn ăn, cầm lên ghế dựa cao, hung hăng dơ lên, đón đỡ dao làm bếp chém tới. Ghế dựa cao trong tay rắc vỡ vụn, dao làm bếp chém vỡ ghế dựa, cắt lên ngược Trương Nguyên Thanh đau đớn nháy mắt chuyển đến lưỡi dao loang lổ vết dỉ xé rách ngực hắn chém đứt mấy cái xương ngực mà ở cảnh trong mơ hắn đã mất đi năng lực tự lành trương nguyên thanh ngửi được hương vị tử vong chạy vài bước tựa vào bên bàn ăn cô gái áo trắng giết người run rẩy đi giật lùi giơ lên cao dao làm bếp trương nguyên thanh đột một nghiêng người dao làm bếp loang lổ vết dỉ phập chém vào bàn ăn cắm vào thật sâu cô gái áo trắng giết người rút vài cái không rút ra được bắt lấy cơ hội Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn ở ngực, nắm lên ghế dựa cao bên người, dốc toàn lực, hướng về lưng oán linh dùng sức đập. Dầm, lưng của người phụ nữ áo trắng giết người nháy mắt bị gãy, phần lưng hiện ra vặn vẹo biến dị, ngã ở trên mặt đất. Rác, 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 oán linh nằm ở trên mặt đất tay chân run rẩy, đầu gục đến bên trái, tay chân đều hướng phương hướng trái ngược chống đỡ, đầu gối chân trái hướng sang phải, đầu gối chân phải hướng sang trái, như là một con rối bị ghép lung tung. Trong tiếng xương khớp vặn vẹo răng rắc, lưng của cô bắn ra, nửa thân dưới đứng dậy, nửa thân trên kéo trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, ra đầu Trương Nguyên Thanh phát tê, ôm vết dao chém ở ngực, vấp pháp chạy về phòng ngủ. Thứ đồ chơi này giết không chết, trở lại phòng, hắn khóa lại phòng minh, chạy lui đến bên cửa sổ. Trương Nguyên Thanh mở ra cửa sổ hướng ra ngoài nhìn quanh, bên ngoài tối đen, không có đèn đường, không có xe, cũng không nhìn thấy nhà dân phụ cận. Nếu là ở thế giới hiện thực, hắn sẽ mạo hiểm nhảy lên cục nóng điều hòa. Nhưng nơi này là cảnh trong mơ, trước không nói nhảy cửa sổ có thể tự cứu hay không, nếu nhảy cửa sổ kết cục là tử vong thì sao? Làm sao bây giờ, trốn không thoát cảnh trong mơ, lại không giết nổi oán linh, kỹ năng cùng đạo cụ không thể dùng. Trương Nguyên thanh lâm vào tuyệt cảnh, càng chí mạng hơn là máu tươi ở ngực căn bản không cầm được, còn tiếp tục như vậy, không tới 10 phút, hắn đã bởi vì thương thế quá nặng mà chết trước. Chết ở cảnh trong mơ, trong hiện thực sẽ như thế nào? Hắn không dám đi nghĩ. Ai muốn giết mình, mình nhớ rõ cảnh trong mơ là lĩnh vực của huyễn thuật sư, nhưng mình và huyễn thuật sư không có kết thù, cũng không dính dáng gì cả. Lúc này, tay nắm cửa chấn động một lần, sau khi phát hiện không mở được cửa, oán linh bên ngoài tỏ ra cực kỳ nóng nảy, vặn tay nắm cửa vang lên rắc rắc. Vài giây sau, nó lại ngừng lại, tựa như bỏ qua mở cửa. Đột nhiên, dầm một tiếng vang lớn, nửa con dao làm bếp hiện ra ở ván cửa. Nó đang phá cửa, trong mắt Trương Nguyên thanh toát ra tuyệt vọng, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tối đen cân nhắc nên nhảy cửa sổ liều một phen hay không rầm rầm sao làm bếp chém chúng một lần rồi lại một lần ván cửa dần dần bị chém nát lỗ thủng càng lúc càng lớn rốt cuộc ở trong một tiếng rầm ván cửa vỡ tung oán linh tóc tai bù xù cầm dao lấy tư thế quái dị bước vào lúc này trương nguyên thanh đã trèo lên cửa sổ chuẩn bị tung người nhảy xuống nhìn oán linh tư thế vặn vẹo đi từng bước đến trương nguyên thanh tựa như lại về tới đường hầm oán linh lấy thân thể người thường đối kháng oán linh cùng cương thi. Nguy cơ trùng trùng, cực kỳ nguy hiểm, nhưng khác với lúc ở miếu sơn thần, lúc ấy ít nhất còn có chủ điện làm nơi ẩn núp. Mà ở cảnh trong mơ, hắn không có cái gì, đạo cụ, viện binh, kỹ năng, toàn bộ đều biến mất. Vật trong hiện thực không thể đưa đến trong cảnh trong mơ. Chương 258, hung thủ 1. Đợi chút, đột nhiên, một vật phẩm bị quên đi hiện lên ở trong đầu hắn. Nhập mộng ngọc phù vật phẩm tiêu hao vô ngân đại sư tặng cho hắn là đạo cụ nghề nghiệp huyễn thuật sư vật phẩm tiêu hao máy chế tạo ác mộng sản xuất ra cùng là lĩnh vực mộng cảnh nó có thể xuất hiện ở cảnh trong mơ hay không nhưng mình không mở được ô vật phẩm không đúng nếu là đạo cụ lĩnh vực mộng cảnh không nhất định phải ở trong hiện thực mới có thể sử dụng đã là mộng vậy mình tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào mắt thấy cô gái áo trắng giết người càng lúc càng gần trương nguyên thanh không do dự nữa quyết định thử một lần lập tức ở trong đầu nghĩ tới đường nét ngọc thạch màu đen. Trong quá trình này, hắn bước nửa chân ra khỏi cửa sổ. Giờ phút này, cô gái áo trắng giết người đã đi giật lùi tới trước cửa sổ, cánh tay, rác, vặn 180 độ, dơ lên cao dao làm bếp. Ở lúc này, một vệt màu đen sâu thẳm, từ đỉnh đầu trương nguyên thanh chậm rãi hiện lên. Keng, dao làm bếp có thể dễ dàng ở cửa chống trộm sắt thép chém ra vết nứt, bị vầng sáng sâu thẳm này càn lại. Ngay sau đó, vầng sáng sâu thẳm bỗng nhiên bành trướng, bao trùm toàn bộ cảnh trong mơ, khiến căn phòng bịt kín một tầng màn đen. Cảnh vật trong phòng bắt đầu vặn vẹo, biến hóa, gạch đá chất phác thay thế sàn gỗ du, khung trang trí vẽ thần Phật đầy trời thay thế trần nhà, ánh nến sáng chập chờn thay thế ánh đèn sáng lóa. Trương Nguyên Thanh nhìn chung quanh, hắn lại đến miếu cổ kia, tượng Phật cao lớn cao đến khung trang trí, dưới tượng Phật có bóng lưng mặc nạp y màu xanh ngồi xếp bằng. Cô gái áo trắng giết người chỉ cách mấy mét, vẫn duy trì tư thái giờ cao dao làm bếp, tựa như chúng định thân chú, đứng thẳng bất động. Phù, nhập mộng ngọc phù quả nhiên hữu dụng, Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng cảm thấy vui sướng, đại nạn không chết, nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Hắn lại cúi đầu nhìn nhìn ngực, vết dao chém vẫn còn, nhưng không biết vì sao, không đổ máu nữa. Hắn lập tức hướng bóng lưng vô ngân đại sư chắp tay, khom người nói: "Đa tạ ân cứu mạng của đại sư." Kiến thức được sự cường đại của vô ngân đại sư, trong lòng Trương Nguyên Thanh càng thêm cung kính, đây là lực lượng cấp chúa tể sao? Vô ngân đại sư đưa lưng về phía hắn, thanh âm trầm thấp mờ mịt, như là đau khổ đè nén sự đau đớn nào đó, quanh quẩn trong điện. Người đã trêu vào người nào, trong đầu trương nguyên thanh hiện lên rất nhiều đối tượng, cuối cùng lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng ban ngày sau khi tới khách sạn, tôi thu được một tin nhắn, nội dung đề cập câu chuyện là cô gái áo trắng giết người đi vào giấc mộng giết người, sau đó tôi liền gặp phải nó đổi giết. Nói tới đây, Trương Nguyên Thanh liếc oán linh cách đó không xa một cái, cũng không biết mặt cô ta như thế nào nhưng nhìn máu màu đen không ngừng rơi, lại cảm thấy quên đi. Thanh âm vô ngân đại sư quanh quẩn, đây là một món đạo cụ, đạo cụ hỗn hợp hai nghề nghiệp lớn huyễn thuật sư cùng thần giả du, cấp bậc không thấp. Quả nhiên là năng lực của huyễn thuật sư, nhưng đạo cụ hỗn hợp hai nghề nghiệp lớn là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, còn có loại đạo cụ đồng thời có năng lực của hai nghề nghiệp này. Vô ngân đại sư lặng lẽ một phen, tựa như không ngờ hắn ngay cả tri thức nông cạn như thế cũng không biết, nói nghề nghiệp học sĩ nắm giữ kỹ năng luyện khí có thể chế tạo ra đạo cụ hỗn hợp hai hoặc càng nhiều nghề nghiệp hơn nhưng giới hạn ở đạo cụ cấp thấp đạo cụ cấp bậc càng cao tính bài ngoại càng lớn cho nên là hạ hầu ra giết mình không đúng cha con hạ hầu tân đã chết mà hạ hầu chỉ nhốt ở vườn bách thú người khác của hạ hầu ra chưa chắc muốn giết mình bằng không bọn họ cần gì bỏ đá xuống giếng đối với hạ hầu thiên nguyên trương nguyên thanh lâm vào trầm ngâm qua một lúc trương nguyên thanh liếc bóng lưng vô ngân đại sư một lần thầm nhủ mình vì sao phải tự mình động não đại sư tôi muốn biết là ai muốn giết tôi ngài có gì chỉ giáo trương nguyên thanh nói thanh âm nhẹ nhàng của vô ngân đại sư quanh quẩn trong điện nói hỏi linh đúng vậy nó tuy là đạo cụ nhưng cũng là linh thể chỉ cần là linh thể mình có thể cắn nuốt trương nguyên thanh đầu tiên là vui vẻ sau đó bất đắc dĩ nói nhưng tôi giờ phút này ở trong mộng kỹ năng không thể thi triển Vô ngân đại sư kiên nhẫn giải thích, tôi sẽ dùng lực lượng cảnh trong mơ vây khốn nó, phong ấn ở thức hải của cậu, chờ cậu tỉnh lại trong hiện thực, liền có thể cắn nuốt. Đa tạ vô ngân đại sư, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, chắp tay hành lễ. Khi hắn lại mở mắt ra, thấy trần nhà quen thuộc, phát hiện mình nằm ở trên giường lớn mềm mại, đắp chăn mỏng nằm điều hòa. A, à, ngay sau đó, đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, có mùi máu tươi đậm đặc ùa vào xoang mũi. Chương 259, hung thủ 2 Trương Nguyên Thanh sốc chăn lên nhìn, ngực rõ ràng là một vết dao chém khoa trương, máu thịt xé ra, nhìn thấy xương cốt, máu đã cầm, nhưng cho dù là sức chữa trị của thần giả du, cũng cần đủ thời gian mới có thể khép lại. Thương thế trong mơ sẽ truyền lại hiện thực, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã xong con ong rồi. Nhớ lại tình huống ở trong mơ, hắn nghĩ mà còn sợ. May mắn có vô ngân đại sư cho nhập mộng ngọc phù, nếu không, sáng sớm ngày mai, ngũ hành minh liền đau đớn mất đi một thiên tài có tiềm lực hắn không dám đi nghĩ phản ứng của người nhà. Huyễn thuật sư không hổ là một trong ba đại nghề nghiệp tà ác. Từng nghề nghiệp đỉnh phong đều có chỗ đáng sợ của nó. tuy hôm nay may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng hung thủ phía sau mà nếu không xử lý, ngày mai, ngày kia mình còn có thể gặp nguy hiểm. mà ngọc phù của vô ngân đại sư chỉ có thể sử dụng một lần. hắn không cho mình một phần nữa, nói rõ lần sau sẽ không giúp mình nữa. trương nguyên thanh lắng động cảm xúc, nhắm mắt rất nhanh, hắn cảm ứng được ở sâu trong ý thức một luồng khí thức trí âm trí tà ẩn núp, cực kỳ bạo ngược, nhưng bị một lực lượng mạnh mẽ phong tỏa, gắt gao áp chế. Hắn vừa tính cắn nuốt ác linh, bỗng nghĩ đến bên người không có ai tịnh hóa cho mình, vì thế làm sự chuẩn bị, mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra chảy phục ma. Lại phun ra tiểu đậu bỉ, sau khi thăng cấp, nó có thể tiếp xúc vật phẩm hiện thực, coi như là một trợ lực lớn. a ba a ba tiểu đậu bỉ giật mình nhìn chủ nhân cả người đẫm máu, không rõ hắn đã gặp phải cái gì. Đợi lát nữa, sau khi tao nhắm mắt mày liền cho tao một phát trương nguyên thanh liên tục múa may rốt cuộc khiến tiểu đậu bỉ hiểu được mệnh lệnh phức tạp tiểu đậu bỉ rất sợ hãi chảy phục ma cẩn thận ôm vào trong lòng dùng sức gật gật cái đầu tóc máu thưa thớt con trai ngoan trương nguyên thanh yên tâm nằm ở trên giường nhắm mắt đang định câu thông oán linh ở sâu trong thức hải bắp chân chợt đau đớn hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ lực lượng tịnh hóa tràn ngập toàn thân hắn trương nguyên thanh sắc mặt cứng ngắc ngồi dậy nhìn về phía đá con nít sớm lui đến bên cửa sổ. Tao vừa mới nhắm mắt, khóe miệng Trương Nguyên Thanh run rẩy. Vài phút sau, một lần nữa cầu thông kết thúc, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt, cố ý đợi vài giây, thấy một lần này tiểu đậu bị là thật sự hiểu được ý tứ của mình, lúc này mới an tâm lắng động lại cảm xúc, cầu thông ác linh trong thức hải. Ý thức bỗng nhiên bành trướng, mảnh vỡ ký ức cùng với cảm xúc tiêu cực mãnh liệt tràn vào trong óc. Hình ảnh từ hỗn loạn đến rõ ràng, hắn thấy được bầu trời áp lực, đen xì, dưới mây đen, là một trấn nhỏ phong cách vùng sông nước Giang Nam. Trên con đường nhỏ trải phiến đá, một thi thể nằm đó ngực be bét máu thịt. Hình ảnh luân phiên, hắn thấy được rất nhiều thi thể khác nhau, cảnh tượng là các góc trong trấn nhỏ, có con đường, có nhà cổ, có cầu đá phiến. Oán linh này là boss trong linh cảnh một người nào đó của thần dạ du. Trương Nguyên Thanh có điều hiểu ra, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người vượt qua linh cảnh một người này, ác linh lấy hình thức đạo cụ, trở thành phần thưởng của người may mắn kia bản thể của nó là một cái bình hoa sứ men xanh phong cách cổ xưa. Lúc này, cảnh tượng biến hóa, ở trong một cửa tiệm nhỏ chất đống tạp vật, cạnh quầy, một cô gái mặc quấn ngực màu đen, quần rộng thùng thình đứng, quyến rũ diễm lệ, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc phụ nữ dài nhỏ. Đôi môi đỏ mọng như lửa phun ra khó trắng, cười ha ha nói. Muốn một món đạo cụ có thể giết chết đại bộ phận hành giả siêu phàm. Cô xoay người, ở trong ngăn tủ chứa đầy các loại tạp vật, khí cụ, tìm ra một chiếc điện thoại di động cũ nát. Đạo cụ này, hỗn hợp lực lượng của cảnh trong mơ cùng ác linh, soạn tin nhắn gửi cho số chỉ định, ác linh ký túc ở trong điện thoại di động sẽ lẻn vào cảnh trong mơ của đối phương, giết chết mục tiêu. Không có hiệu quả đối với thám báo cấp 3, yêu mê hoặc cấp 3, huyễn thuật sư cấp 3, nghề nghiệp khác, cơ bản đều có thể giết chết không có sai sót. 5 triệu, xem trên phần ngươi là chấp sự ngũ hành minh, chiết khấu, trả 4 triệu là được. Nội dung tin nhắn, ta lát nữa gửi cho ngươi. Giao dịch hoàn thành, một bàn tay vươn tới, cầm lấy điện thoại di động cũ nát. Theo cái tay này nhìn lại, đó là một người đàn ông mặc quần áo nhu đạo trắng, mặt vuông, vẻ mặt nghiêm túc. Bàng chấp sự, hình ảnh chớp lên như sóng nước, ký ức mới mở ra, hắn thấy trong phòng ngủ tráng lệ, bàng chấp sự ngồi ở bên cạnh bàn, sắc mặt lạnh lùng soạn tin nhắn. Tin nhắn soạn đến một nửa, hào quang màu vàng dữ dội phá hủy tất cả cái này. chương 260, hung thủ 3, trương Nguyên Thanh mở choàng mắt ra, thấy chảy phục ma rơi ở bên chân, tiểu đậu bỉ thì lui ở cạnh máy chơi game cách đó không xa, nằm úp ở trên mặt đất, cánh tay nhỏ chống đỡ thân thể, mở đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn hắn. Tao không sao, làm tốt lắm, trương nguyên thanh trấn an tiểu đậu bỉ trước, tiếp đó lâm vào trầm ngâm. Bàng chấp sự vì sao muốn giết mình, mình và hắn không có dính dáng gì, càng không có thủ oán, hắn vì sao muốn giết mình. Ừm, hắn cùng hạ hầu ra quan hệ thân cận, là một trong những mối quan hệ của hạ hầu ra ở chính phủ, mình hại hạ hầu thiên nguyên vào tù, cho nên hắn muốn giết mình. Động cơ là có, nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì đó. Mình bây giờ phá đạo cụ của hắn, xem như hoàn toàn kết thù rồi, qua đêm nay, hắn nếu biết mình chưa chết, về sau còn có thể trả thù, người này phải giết chết. Trương Nguyên Thanh không muốn trải qua một lần mơ nữa, còn nữa, bàng chấp sự là thánh giả cảnh, lần này sử dụng đạo cụ ám sát, là không muốn lưu lại manh mối, nhớ đâu lần sau hắn tự mình ra tay, Trương Nguyên Thanh không cho rằng mình có thể chống lại thánh giả cảnh. Báo cáo chuyện này cho Phó Thanh Dương, nhưng vấn đề là mình không có chứng cứ. Dưới tình huống không có chứng cứ, Phó Thanh Dương cũng không thể tùy tiện động vào một chấp sự khác cùng cấp bậc. Trương Nguyên Thanh giật mình, nghĩ đến một biện pháp, mời chỉ sát cung chủ ra tay, hỗ trợ giết người. Sau đó cảm thấy biện pháp này không đáng tin, trước không nói chỉ sát cung chủ sẽ đáp ứng hay không, mặc dù sự tình thành công, mình liền có một điểm yếu chí mạng rơi vào trong tay kẻ điên. Cô ta có thể chơi mình hay không? A, à, nhỏ sắp lên người các thứ, mời vô ngân đại sư ra tay, nhân vật cấp bậc này, mình mời không nổi, lần này cứu mình, tương đương trả nhân tình xấu hổ làm cha. Trương Nguyên Thanh cảm giác vô cùng khó giải quyết, trái lo phải nghĩ, hắn vẫn quyết định nói cho Phó Thanh Dương. Một mặt, Phó Thanh Dương là cấp trên của hắn, cấp dưới gặp ám sát, làm lão đại dù sao cũng phải ra mặt đòi lại chứ. Từ trên thái độ xử lý Hạ Hầu Thiên Nguyên, có thể thấy được Phó Thanh Dương là người rất kiêu ngạo. Người hắn bảo kê, quyết không cho phép người khác động vào. Một mặt khác, Phó Thanh Dương khẳng định có thể nhìn ra lợi hại trong đó, chấp sự lần một bất thành tất có lần hai, nếu bỏ mặc thần giả dạ du dưới chướng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, nếu thái độ của Phó Thanh Dương là ẩn nhẫn, không có chứng cứ không dễ xử lý, vậy nói rõ hắn không đặc biệt coi trọng mình, coi là quân cờ mất đi cũng không đáng tiếc. Vậy Trương Nguyên Thanh vì tự cứu, cũng chỉ có thể liên hệ chỉ sát cung, nhảy ra khỏi chính phủ trở thành tán tu. Đương nhiên, đây là kết quả tệ nhất, nhưng vẫn tốt hơn bị giết. Sau khi hạ quyết tâm, Trương Nguyên Thanh gọi vào số điện thoại di động của Phó Thanh Dương. Tiếng chuông vang thật lâu, rốt cuộc kết nối. Thanh âm lạnh lùng vô tình của Phó Thanh Dương từ trong loa truyền đến. Tôi cho cậu phương thức liên hệ, không phải để cậu chuyên chọn đêm hôm khuya khoác gọi điện cho tôi. Tôi về sau cố gắng chú ý. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề nói. Bách phu trưởng, bàng chấp sự muốn giết tôi. Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, nói chuyện là thế nào. Trương Nguyên Thanh liền mang tình huống hôm nay, một năm một người nói ra, nhưng ẩn đi danh hiệu vô ngân đại sư, chỉ nói mình quen một vị cao thủ, đạt được cứu trợ. Hắn biết đoạn lời có sơ hở, Phó Thanh Dương cũng nhất định có thể phát giác được. Nếu Phó Thanh Dương truy hỏi tới cùng, hắn liền thành thật khai ra, trái lại, liền giả ngu. Cậu bây giờ lập tức tới tìm tôi. Phó Thanh Dương nói, chỉ sợ không được Trương Nguyên Thanh giọng điệu suy yếu, cười khổ nói tôi bị thương nặng. Giọng điệu Phó Thanh Dương chợt trầm xuống, cậu bị thương. Tôi nghỉ ngơi nửa tiếng, hẳn là sẽ tốt lên rất nhiều, nhưng bây giờ, không có cách nào hành động. Trương Nguyên Thanh nói, tôi sẽ thông báo Lý Đông Trạch, bảo anh ta lái xe tới đón cậu. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, trước lúc trời sáng, tôi sẽ giải quyết chuyện này, anh tính giải quyết như thế nào? Trương Nguyên Thanh nhịn xuống chưa hỏi, suy yếu nói, được, đa tạ bách phu trường. Cúp điện thoại, hắn nghe răng trợn mắt một phen, tốt nhất là giết bàng chấp sự, nếu không thể, nhốt cũng được. Tiếp theo, hắn cố chịu đựng ngực nóng rát đau đớn, mang chăn điều hòa, ga giường, quần áo thay ra dính đầy vết máu, nhét vào trong tủ quần áo. Dọn dẹp đơn giản hiện trường, trương nguyên thanh tựa vào đầu giường, mở ra giao diện thuộc tính, xem xét giá trị kinh nghiệm. Ngày đó vượt qua công viên trò chơi kim thủy, giá trị kinh nghiệm của hắn là 23%, về sau siêu độ hoành hành vô kỵ, hạ hầu thiên nguyên, cùng với giải rác phong linh người thường, giá trị kinh nghiệm của hắn tăng lên tới 28%. mươi 261, tới cửa một đêm nay cắn nuốt ác linh, thì khiến cho hắn tăng lên 5% giá trị kinh nghiệm. Cho nên, suy yếu cái gì, là giả, tranh thủ phó thanh dương đồng tình. Hắn bây giờ tràn ngập lực lượng, lực, lực thái âm càng thêm hùng hậu, thể chất cùng kỹ năng cũng có sự tăng lên. Nửa tiếng sau, Trương Nguyên Thanh lặng yên rời nhà, vào thang máy xuống lầu, chờ đợi ở ngoài tiểu khu. Không bao lâu, xe MPV của Lý Đông Trạch liền đến cửa tiểu khu, cửa chạy bằng điện tự động trượt ra. Khoảng 20 phút sau, xe của Lý Đông Trạch dừng ở ngoài khu biệt thự Vịnh Phó Gia, cửa tiểu khu, còn đỗ một chiếc xe MPV màu trắng. Trương Nguyên Thanh từ thùng xe xuống, vừa vặn thấy cửa sổ xe MPV màu trắng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn của Phó Thanh Dương. Hắn rất nhanh tới gần, đi lên chiếc xe trang trí xa hoa phó thanh dương nhìn đánh giá hắn một lần vẻ mặt khẽ buông lỏng nói năng lực tự lành của thần giả du làm người ta hâm mộ không đợi trương nguyên thanh đáp lại hắn phân phó tài xế xuất phát xe khởi động chạy như bay ở con đường trống trải rộng rãi trương nguyên thanh nhân cơ hội nói bách phu trưởng ngài chuẩn bị làm như thế nào phó thanh dương lạnh nhạt nói giết hỏi linh hắn nhìn lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của cấp dưới giải thích gia hại đồng nghiệp vốn là tội chết mặt khác tôi nghi hắn là thành viên của Hoa Hồng đêm tối, có cấu kết với Hắc Vô Thường. Thành viên Hoa Hồng đêm tối, Trương Nguyên Thanh chấn động, vì sao thấy được, bằng chấp sự thân cận với Hạ Hầu ra, mà nhánh của Hạ Hầu chỉ là thành viên Hoa Hồng đêm tối, tổ chức này lại thẩm thấu tổ chức chính phủ. Khả năng bằng chấp sự là thành viên Hoa Hồng đêm tối là có, Trương Nguyên Thanh trước đó phân tích, cũng từng có suy đoán tương tự, nhưng hắn cho rằng Hoa Hồng đêm tối thiếu động cơ giết hắn. Loại tổ chức lớn này, không có khả năng nhầm vào một tiểu nhân vật ra tay, bằng không, quan nhã, bạch long, thanh đằng, khương tinh vệ những người này đều có nguy hiểm. Muốn ám sát, cũng là ám sát phó thanh dương, trừ phi hoa hồng đêm tối biết hắn là truyền nhân ma quân cái sự thật này, nhưng nếu như vậy, thì không phải ám sát, mà là bắt chứ. Còn nhớ đêm đó các cậu bị hoành hành vô kỵ mai phục không, tôi không ở khu khang dương, mà là đi khu phụng hoa, bởi vì buổi tối ngày đó, một nhà xưởng bỏ hoang ở khu phụng hoa đã phát hiện tung tích hắc vô thường phó thanh dương bình thản nói mà người hướng tôi tìm kiếm viện trợ chính là bàng vô địch ngài đã sớm hoài nghi hắn trương nguyên thanh ngẩn ra không dám xác định cho nên đang quan sát việc cậu đêm nay gặp được đã nghiệm chứng suy đoán của tôi phó thanh dương nói nếu bàng chấp sự là thành viên hoa hồng đêm tối giết hắn hỏi linh có thể thu hoạch rất nhiều tin tức tiến độ lùng bắt hắc vô thường liền có thể nhanh hơn trong lòng trương nguyên thanh vui sướng một phen hắc vô thường chậm chạp tìm không thấy Hắn so với Phó Thanh Dương càng sốt ruột hơn. Nhưng hắn vì sao muốn giết tôi chứ? Thời điểm mấu chốt này, giết tôi sẽ chỉ thêm chuyện. Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra, hắn tự có lý do giết cậu, chờ tôi giết hắn, hỏi Linh liền biết. Phó Thanh Dương mở ra tủ rượu, lấy ra rượu vang cùng ly có chân dài, nói: "Làm một ly, mình xem như biết thói quen của Lý Đông Trạch là học từ ai rồi." Trương Nguyên Thanh lắc đầu, nói có coca không? Phó Thanh Dương thả lại một cái ly chân dài bình thản nói, vậy cậu phải đợi sự việc chấm dứt, tự mình đi mua. Hắn nhấp ngụm rượu vang chua chát, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không giống như là đi giết người, càng giống đi câu lạc bộ hơn. Đại khái chỉ có đại gia tộc xuất thân nhiều đời phú quý, mới có thể nuôi ra tính khí vân đảm phong khinh như vậy, Trương Nguyên Thanh lại không được, hắn bây giờ cả đầu óc đều là như thế nào chơi chết bàng chấp sự, đối phương biết bao nhiêu tin tức của hoa hồng đêm tối, nếu hành động thất bại, mình lại phải gánh vác phiêu lưu lớn bao nhiêu vân vân. Dọc theo đường đi, hai người không nói nữa, Phó Thanh Dương bưng ly rượu, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Trương Nguyên Thanh hạ thấp ghế dựa lưng, nằm thẳng chập mắt, khôi phục tinh khí thần. Đại khái 20 phút sau, Phó Thanh Dương buông xuống ly rượu, gần như cùng lúc, xe MPV chậm rãi giảm tốc. Trương Nguyên Thanh lập tức mở mắt, nhỏm dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, xe MPV dừng ở ngoài một tiểu khu xa hoa, tiểu khu này phong cách cực kỳ xa hoa thời thượng, từng tòa kiến trúc dán gạch đen tọa lạc có trật tự. Đối diện cửa tiểu khu là một quảng trường, ở giữa xây một hồ suối phun, thoạt nhìn, còn tưởng là khách sạn xa hoa. Thực có tiền nha, giá nhà nơi này ít nhất 15 v kép trở lên nhỉ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, bách phu trưởng cứ như vậy đi vào, có thể đả thảo kinh xà hay không? Không bố trí trước một phen, Trương Nguyên Thanh đưa ra suy nghĩ của mình, mươi 262, tới cửa hai Phó Thanh Dương Bình Thản nói, bàng vô địch sai phái ác linh giết cậu, giờ phút này nhất định ở trong nhà chờ đợi tin tức, ở trước khi ác linh trở về, kiên nhẫn chờ đợi là lựa chọn ổn thỏa nhất. Chúng ta đêm khuya tới cửa, chính là vì đánh đối phương một cái không kịp trở tay, bố trí càng nhiều, ngược lại dễ bị hắn phát hiện. Tuy giọng điệu lạnh nhạt, nhưng công tử ca vẫn là rất kiên nhẫn hướng cấp dưới tâm phúc giải thích, nói xong, hắn chuyển giọng. Nhưng cha xét cần thiết vẫn phải làm, để ngừa bị xung quanh có thành viên hoa hồng đêm tối phá hư kế hoạch của chúng ta. Cha xét như thế nào, trong lòng Trương Nguyên Thanh tò mò, Phó Thanh Dương nâng tay phải, dựng ngón tay như kiếm, đặt ở mi tâm. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh mơ hồ nhìn thấy một gợn sóng màu trắng mở nhạt, từ mi tâm Phó Thanh Dương nổi lên, như sóng nước khuếch tán về phương xa. Càng khuếch tán ra ngoài, ánh sáng trắng càng nhạt, cuối cùng không thể phát hiện. Mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương mở mắt, nói phụ cận không có mai phục. Thấy cấp dưới tâm phúc trợn mắt cứng lưỡi, hắn bình thản cười, không cần kinh ngạc, đây là thám báo mà trương nguyên thanh nghĩ là đây mới là mắt thật sau này so ánh lý đông trạch đúng là mắt giả phó thanh dương nói xong mở cửa xe tới trước trạm gác tiểu khu ánh mắt bình tĩnh nhìn bảo vệ cửa nói mở cửa loại tiểu khu phú hào tập hợp này ra vào là cần quét thẻ bảo vệ cửa kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi phong tư chắc tuyệt mặc âu phục màu trắng phẳng phiu có sự chú ý buộc đuôi ngựa ngắn gọn anh tuấn làm người ta không thể bắt bẻ ánh mắt hắn thâm thúy bình tĩnh khi nhìn bạn liền giống như quân vương cao cao tại thượng trong tao nhã lộ ra quý khí bảo vệ cửa cung kính nói ngài ngài là một hộ nào phó thanh dương bình tĩnh nói mở cửa đừng lãng phí thời gian của tôi không hiểu sao trong lòng bảo vệ cửa dâng lên một sự kính sợ cùng thần phục khôn kể kinh sợ mở chắn cửa phó thanh dương khẽ gật đầu xuyên qua cửa sắt tiến vào tiểu khu thấy thế trương nguyên thanh vội đi theo lại bị bảo vệ cửa gọi lại cậu chờ một chút cậu là một hộ nào Trương Nguyên Thanh nhớ lại một màn vừa rồi, mặt âm trầm, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, mô phỏng khí chất cao cao tại thượng tựa như quân vương của Phó Thanh Dương, lạnh nhạt nói: "Đừng lãng phí thời gian của tôi, bảo vệ cửa đánh giá cao thấp hắn vài lần, không kiên nhẫn phất tay, đi đi đi." Sắc mặt Trương Nguyên Thanh hơi xấu hổ, đành phải thi triển mỹ thuật mê hoặc ông lão, tự mình lặng lẽ chuồn vào tiểu khu. "Ừm, không phải khí chàng của mình không bằng Phó Thanh Dương, mà là nghề nghiệp khác nhau năng lực khác nhau." hắn liền không có cách nào mị hoặc ông lão như mình. Hắn yên lặng vãn hồi lại thể diện, bước nhanh đuổi theo phó thanh dương, trương nguyên thanh thấp giọng oán giận. Bách phu trưởng, vì sao không trèo tường, đi cửa chính dễ dàng lưu lại dấu vết, bóng người âu phục màu trắng xải bước tiến lên, lạnh nhạt nói. Chớ quên thân phận của mình, chúng ta mới là chính phủ. Được rồi, nếu là Lý Đông Trạch, hắn khẳng định sẽ nói, trèo tường không đủ tao nhã. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, trung cư phía tây, tầng 21, penthouse, phòng khách, bàng vô địch mặc quần áo nhu đạo, mặt vuông, lặng lẽ nghiêm túc ngồi ở trước quầy ba, lòng bàn tay cầm ly rượu thủy tinh. Ở quầy ba đá cầm thạch trước người hắn đặt một chai rượu whisky, một cái điện thoại di động kiểu cũ trông nát tươm. Bàng vô địch đang chờ ác linh trong điện thoại di động trở về. Thời gian bây giờ là 2 giờ sáng, ác linh còn chưa trở về, cái này ý nghĩa mục tiêu chưa diệt trừ. Nhưng bàng vô địch cùng không vội, hắn không cho rằng nguyên thủy thiên tôn có thể tránh né ác linh đuổi giết, thần giả du không có năng lực lĩnh vực cảnh trong mơ chỉ cần vào cảnh trong mơ gã liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ ở sau khi đạt được đạo cụ này bàng vô địch từng dùng nó giết chết mấy kẻ địch không tiện mình ra tay chưa bao giờ thất bại đạo cụ này là thần khí ám sát giết người vô hình hoàn toàn sẽ không lộ ra dấu vết gì sâu sắc như thám báo cũng không có khả năng tìm ra manh mối gì chỗ thiếu hụt duy nhất chính là nó đối với kẻ địch thánh giả cảnh hầu như không có tác dụng mà trả giá sử dụng nó là sau 10 lần, ác linh sẽ ở trong mơ đuổi giết chủ nhân. Đương nhiên, cái này đối với bàng vô địch thánh giả cảnh mà nói, nhiều nhất là chế tạo chút nguy cơ nho nhỏ không đau không ngứa. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chết, Phó Thanh Dương nhất định tức giận, nhưng rất khó hoài nghi đến trên đầu mình, chẳng qua, người này sâu sắc, ba ngày kế tiếp phải chú ý chút. Bàng vô địch uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, đúng lúc này, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Phó Thanh Dương âu phục màu trắng dẫn một người trẻ tuổi bộ dáng tuấn tú, đi tới ngoài cửa phòng trộm. chương 263, tới cửa 3, cảnh này là chậu hoa hắn bày ở ngoài cửa truyền về, mộc yêu thánh giả cảnh, có thể truyền tín hiệu với thực vật trong phạm vi nhỏ, khiến chúng nó biến thành mắt của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chết, đã tìm tới cửa, sao có khả năng, con người bàng vô địch hơi co lại, kinh ngạc mờ mịt các loại cảm xúc nháy mắt cuồn cuộn dâng lên, hắn nhanh chóng làm ra quyết sách, rời khỏi nơi này. Trước rời khỏi nơi này, truyền lại chuyện ám sát thất bại cho đầu mối thiên đạo bất công lại báo cáo cho cấp trên sau đó chờ đợi mệnh lệnh tùy cơ ứng biến tóm lại lúc này không thể ở lại chỗ này ít nhất cũng phải xử lý đạo cụ ám sát một phen sau khi làm ra quyết định bàng vô địch bước nhanh lao về phía ban công ý đồ nhảy cửa sổ rời khỏi tách tách khóa cửa chống trộm bị nung chảy thành nước thép tí tách nhỏ xuống cửa chống trộm theo đó mở ra phó thanh dương đeo bao tay màu đỏ đi đến đừng đi nữa anh đi không nổi đâu Phó Thanh Dương nhìn bóng lưng lao về ban công, lạnh nhạt nói: "Bàng vô địch đầu cũng không quay lại ném ra một phốc bào tử, những bào tử này đón gió tăng vọt, hóa thành những thực vật giống như bạch tuộc nhỏ, xúc tu vặn vẹo bao phủ Phó Thanh Dương cùng Trương Nguyên Thanh." Trương Nguyên Thanh bổ nhào về một bên, tránh đi thực vật bạch tuộc phóng tới. Hắn không ngờ hai bên nói đánh là đánh, ngay cả lời thừa cũng không nói. Phó Thanh Dương không lùi, tiến lên ở thực vật đầy trời, hắn tựa như tính ra quỹ tích vận động của thực vật bạch tuộc nhìn như toàn bộ sân vắng, lại có thể tinh diệu tránh đi toàn bộ thực vật bao phủ đến. Đồng thời, Phó Thanh Dương lật bàn tay phải, trong tay có thêm một cây cờ lệnh ngắn màu xanh đậm, gập ngón tay búng ra. Đốt, cờ lệnh đóng đinh vào gạch men xứ ban công, màn ánh sáng màu xanh dâng lên, hóa thành lồng giam, vây bàng vô địch ở ban công. Hừ, thân thể bàng vô địch đột nhiên bành trướng, như là khí cầu bơm hơi, biến thành người khổng lồ cao 3 mét, cờ bắp tựa như dây leo, căng lên cứng rắn hắn tung một cú đấm thật mạnh lên màn ánh sáng đánh cho ánh sáng màu xanh vỡ vụn thổi quét phòng khách mà lúc này phó thanh dương đã tới cửa ban công từ ô vật phẩm móc ra bát phương kiếm phủ đầy màu đồng xanh trong mắt bàng vô địch hiện lên một sự sợ hãi há mồm phun ra một làn sương mù xám xịt trong sương mù lơ lửng chìm nổi bào tử mắt thường khó thấy những bào tử này có được tính cướp đoạt mạnh mẽ một khi dính vào sinh vật sẽ điên cuồng sinh trường thẳng đến lúc vắt cạn sinh mệnh lực sương mù bao phủ đến cho dù là dự phán của thám báo cũng không tránh được loại công kích này nhưng phó thanh dương không lùi lấy nửa bước tay trái bắt lấy một cây cờ nhỏ màu trắng mặt cờ thêu một con hổ trắng thần uy lẫm liệt giống tiếng hổ gầm hư ảo quanh quẩn trong phòng đánh tan sương mù phó thanh dương bước ra một bước sơ cao kiếm bát phương đồng xanh thân thể khôi ngô của bàng vô địch bỗng run lên đi đứng tựa như không thể phối hợp chân trái muốn tránh sang bên trái chân phải thì muốn tránh sang phải thân trên thì có ý nghĩ của mình Cuối cùng, hắn chỉ có thể triệu hồi ra một bộ giáp mây, bao trùm thân thể cao tới 3 mét. Phó Thanh Dương chém xuống một kiếm, ngay sau đó, giáp mây xé ra, máu thịt chia lìa, người khổng lồ cao 3 mét này bị chém thành hai nửa, nội tạng ào ào rơi xuống, máu đỏ thẩm lan tràn ở gạch ban công. Trương Nguyên Thanh ở sau người thấy một màn này, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, các loại ý niệm nhanh chóng hiện lên. Chết rồi, một tên thánh giả cứ như vậy chết rồi, vì sao hắn không tránh? một kiếm này thường thường không có gì lạ, rất khó tránh sao. Phó Thanh Dương thu hồi kiếm đồng xanh, cờ lệnh, dừng dưng ngoái đầu nhìn lại, lại đây hỏi Linh. Vâng, vâng, Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ lung tung, bước nhanh đi tới. Tranh lệch giữa thánh giả cùng thánh giả, ra ngoài dự liệu nha. Trương Nguyên Thanh lại một lần nữa ở trong lòng cảm khái. Ngày đó ở văn phòng cảnh sát khu phụng hóa, Phó Thanh Dương một kiếm đâm bị thương bàng chấp sự, hắn liền từng có cảm khái tương tự, nhưng lúc ấy mọi người đều nương tay, không phải là chiến đấu sống chết. Vốn tưởng thực đến thời điểm liều mạng, bàng chấp sự có lẽ có thể đấu một trận với Phó Thanh Dương, không ngờ chỉ là nhảy nhót thêm vài cái. Trương Nguyên Thanh tới ban công, lòng bàn chân bước lên vết máu, trong mắt dâng trào màu tối đen, câu thông linh thể trong tấm thân tàn. Lúc này, hắn cảm giác có người vỗ cánh tay mình một cái, xoay đầu lại, thấy khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của Phó Thanh Dương. Đưa chày phục ma cho tôi. a à, vâng, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ mình thiếu chút nữa quên, lập tức lấy ra chảy phục ma giao cho đối phương, do dự một phen, bổ sung nói. Lần này có thể đừng còng tôi hay không? Phó Thanh Dương cao ngạo lạnh lùng gật đầu, dù sao chỉ là chuyện một cái tát. mươi 264, Nguyên Thủy Thiên Tôn chết ngoài ý muốn một. Lời nói với ngươi, Trương Nguyên Thanh tiếp tục câu thông linh thể còn sót lại, qua mười mấy giây, mới mang tụ hợp linh tan vỡ cũng triệu hồi ra. Linh thể của bàng chấp sự, khuôn mặt nghiêm túc, hơi dại ra, nhưng trình độ ngưng thực, hơn xa toàn bộ linh thể Trương Nguyên Thanh từng gặp, linh thể giai đoạn thánh giả, không biết có thể khiến mình tăng lên bao nhiêu giá trị kinh nghiệm. Trương Nguyên Thanh vừa vui vừa lo, Phó Thanh Dương bên cạnh nói: "Bằng vô địch là thánh giả cấp 4, cắn nuốt linh thể của hắn sẽ có phiêu lưu thần trí thắc loạn, nhưng có đạo của tịnh hóa dơ bẩn này, phiêu lưu sẽ giảm đến thấp nhất, mà tiền lời sẽ không ít." "Ừm, so sánh với tiền lời cắn nuốt linh thể thánh giả, chút phiêu lưu này hoàn toàn có thể thừa nhận." Trương Nguyên Thanh gật đầu. Phó Thanh Dương tiếp tục nói, nhưng đạo cụ này không phải không gì không làm được, cậu phải rõ tuyến cảnh giới ở nơi nào, cấp 4 hợp pháp là cực hạn cậu có thể thừa nhận, nghề nghiệp tà ác cấp 4, thần dạ du, cùng với linh thể nghề nghiệp hợp pháp cấp 5, không nên liều. Trương Nguyên Thanh, liều sẽ như thế nào? Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, sẽ chết. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nuốt linh thể bàng chấp sự vào trong miệng, ngay sau đó, một luồng tinh thần lực tựa như nước lũ, cuốn theo mảnh vỡ ký ức hỗn độn cùng cảm xúc tiêu cực lao vào thức hải. Hắn cảm giác mình là người chết đuối trong nước lũ, ôm chặt cành cây bên bờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng lũ này cuốn đi, nhìn thành bột phấn. Đây là một lần hung hiểm nhất từ khi hắn hỏi Linh tới nay. Trong lúc đau khổ chống đỡ, không biết qua bao lâu, dòng lũ mênh mông này rốt cuộc bình ổn, thức hải trương nguyên thanh ổn định lại, hắn giống như đói khát hấp thu mảnh vỡ ký ức. Trong mông mông lung lung, hắn nhìn thấy một gian nhã thất đốt đàn hương, bóng người khoác áo choàng đứng ở bên cửa sổ, giọng hắn thô giáp dữ tợn, khó phân biệt âm sắc. Những việc đó người bình thường làm, nếu bị ngũ hành minh điều tra ra, mặc dù không bị xử tử, cũng phải ngồi tù dài đằng đắng. Chuyện bảo người cân nhắc, cân nhắc như thế nào? Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng của bàng chấp sự, các người có thể cho ta cái gì? Thiên tư của người cực tốt, vào hoa hồng đêm tối, nhất định có thể được bồi dưỡng. Chúng ta còn có thể cho người tài nguyên cùng viện trợ leo lên trên ở trong ngũ hành minh, Mặt khác, chúng ta có thể giúp người thuận lợi thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất, bóng người bên cửa sổ trầm mặc một phen, chậm rãi nói. Hoa hồng đêm tối cuối cùng sẽ thống trị linh cảnh, thủ lĩnh chắc chắn trở thành thần giả dạ du đỉnh phong nhất thế gian, thay thế thái nhất môn. Có thể, ta đáp ứng gia nhập hoa hồng đêm tối. Tốt lắm, về sau ta chính là cấp trên của ngươi, ngươi có thể gọi ta là đại hộ pháp. Hình ảnh biến ảo, vẫn là gian nhã thất đốt đàn hương kia, bóng người đứng ở bên cửa sổ trầm giọng nói. Hắc vô thường liên lạc chúng ta, hắn bây giờ ẩn núp ở Tùng Hải, thủ lĩnh mang chuyện bàn bạc với hắn giao cho ta. Cần ta làm cái gì? Bàng chấp sự hỏi, chú ý gắt gao nhất cử nhất động của ngũ hành minh, sau đó chờ tin tức của ta. Được, bàng chấp sự do dự một phen, nghi hoặc nói, thủ lĩnh cùng Hắc vô thường muốn mưu đồ bí mật cái gì? Người mặc áo choàng thanh âm thô giáp khàn khàn cười lên. Ma quân và phán quan mắt quỷ ngã xuống, món đồ kia cùng chén thánh sa ngã kiềm chế lẫn nhau, hình thành cân bằng. Hắc vô thường nếu muốn nắm giữ chén thánh sa ngã, nhất định phải cầu thủ lĩnh chúng ta. Món đồ đó, đó là thứ mà quân nắm giữ, một trong những vật tầng cấp cao nhất nghề nghiệp thần dạ du, là thứ thái nhất môn chủ và thủ lĩnh tâm tâm niệm niệm. Nước sông chảy xuôi ở trong bóng đêm tối đen, đây là một cái vòng cầu u ám, trong vòng cầu truyền đến giọng đàn ông trưởng thành nói. Giết nguyên thủy thiên tôn, báo thù thay hoành hành vô kỵ. Phán quan mắt quỷ quả thật là chết vào tay ma quân, lúc ấy trong người ở đó, trừ lão đại, còn có một gã, ID linh cảnh của hắn tên thiếu niên binh vương. Ba ngày sau, nếu ta thu được tin tức nguyên thủy thiên tôn bị giết, vẫn là nơi này, ta cho ngươi tư liệu thiếu niên binh vương. Thân phận tư liệu thiếu niên binh vương ở thế giới hiện thực. Hỏi Linh đến một bước này, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ở trong lòng chửi má nó. Chuyện hắn lo lắng nhất sợ hãi nhất xảy ra, hoa hồng đêm tối quả nhiên cũng đang tìm truyền nhân ma quân. Một khi để Hoa Hồng đêm tối biết tin tức thân phận anh binh, vậy hắn thân phận truyền nhân ma quân này hoàn toàn bại lộ, cứ như vậy cũng chỉ có thể hướng ngũ hành minh thẳng thắn. Nhưng hắn đến nay vẫn không biết mục đích chân thật thái nhất môn và Hoa Hồng đêm tối tìm kiếm truyền nhân ma quân là cái gì. chương 265, Nguyên Thủy Thiên Tôn chết ngoài ý muốn hai May mắn là, Hoa Hồng đêm tối và Hắc Vô Thường nghi kỵ lẫn nhau, bằng chấp sự chưa hướng thiên đạo bất công lộ ra tin tức truyền nhân ma quân. Quả thực là ở khiêu vũ trên dây cáp. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tin tức lần này đạt được rất quan trọng, vận dụng tốt, nói không chừng có thể bắt được Hắc vô thường. Hào quang màu vàng nóng rực trong vắt sáng lên, soi thấu Thức Hải, tẩy rửa tinh thần. Trương Nguyên Thanh từ trong hỏi Linh dẫy thoát, thức tỉnh lại. À, hắn phát hiện mình nằm ở trên sofa, đầu đau như là cắm vào kim thép. Là di chứng hỏi Linh hay là bị Phó Thanh Dương đánh? Sẽ không chảy máu não chứ? Trương Nguyên Thanh ôm đầu ngồi dậy trên sofa một người cách mấy mét trong giọng nói của phó thanh dương mang theo một tia chờ đợi có manh mối gì trương nguyên thanh day day mi tâm chờ đau đớn có chút dịu đi nói cấp trên của bàng chấp sự là một hành giả tự xưng đại hộ pháp mỗi lần gặp mặt hắn đều khoác áo choàng hai người bọn họ hẳn là có phương thức liên lạc đặc thù nhưng tôi không ở trong trí nhớ linh thể nhìn thấy có thể là theo tử vong tiêu tán có thể là bị che giấu hắn từng chút một kẻ tin tức hỏi linh từ đại hộ pháp tồn tại kể đến tổng kiểm tra sức khỏe, nói tiếp đến ma quân kiểm chế lực lượng chén thánh. Phó Thanh Dương kiên nhẫn nghe, ở lúc biết được hoa hồng đêm tối có cách tránh thoát tổng kiểm tra sức khỏe, hắn nheo mắt. Còn không, Phó Thanh Dương hỏi, những tin tức này rất quan trọng, nhưng còn chưa đạt tới hắn mong muốn, đối với hành động lùng bắt hắc vô thường tăng cường không lớn. Trương Nguyên Thanh nói, tôi biết bàng chấp sự vì sao muốn giết tôi, đêm hôm trước, hắn từng có tiếp xúc với tâm phúc thiên đạo bất công của hắc vô thường, thiên đạo bất công yêu cầu hắn giết chết tôi, báo thù cho hành hành vô kỳ. Mắt phó thanh dương nhất thời sáng ngời, tư thế ngồi thẳng hẳn lên, gật đầu nói. Tốt lắm, đây là cửa đột phá của chúng ta, chỉ cần bắt được thiên đạo bất công, chúng ta cách hắc vô thường liền lại gần thêm một bước. Trương Nguyên Thanh hỏi, bách phu trưởng tính làm như thế nào? Ánh mắt phó thanh dương đặt ở trên người hắn, khóe miệng nhếch lên, cái này phải làm phiền cậu đi chết một chút, cho cậu nghỉ hai ngày, buổi tối ngày mai đến vịnh nhà giàu tập hợp, Trương Nguyên thanh tán thưởng nói, ý kiến hay, bách phu trưởng quả nhiên cơ trí, vậy bằng chấp sự bên này. Tâm tình phó Thanh Dương rất không tệ, tôi sẽ xử lý, cậu đi về trước đi. Trương Nguyên thanh cáo từ rời khỏi, sau khi tiến vào thang máy, như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Vừa rồi trải đường nhiều như vậy, cố ý mang tin tức quan trọng nhất để lại cuối cùng, là vì cạn kiệt cảm xúc của phó Thanh Dương, sau khi hắn nghe được tình báo ba ngày chạm chán, liền sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn do đó xem nhẹ một ít chi tiết. Trương Nguyên Thanh rất rõ, thật ra sau mỗi lần hỏi Linh, vị công tử ca này đều sẽ quan sát hắn, dùng năng lực thám báo phán đoán hắn là nói dối hay không, giấu giếm hay không. Đương nhiên, cái này không có vấn đề, đổi vị trí suy nghĩ, bản thân Trương Nguyên Thanh cũng sẽ làm như vậy, không phải là không tín nhiệm, mà là đối với chuyện quan trọng, nhất định phải có sức khống chế. Phó Thanh Dương hẳn là chưa phát hiện mình giấu giếm, so sánh với người của Thái Nhất Môn, Phó Thanh Dương vẫn là càng tin tưởng mình hơn. Nếu có thể bắt được thiên đạo bất công, khẳng định vẫn là tìm mình hỏi Linh, đến lúc đó, lại giấu giếm tin tức anh binh. Hy vọng hành động buổi tối ngày mai có thể thuận lợi. Hôm sau, 8 rưỡi sáng, quan nhã lái xe thể thao màu lam của cô đến đơn vị. Cô một tay đeo túi sách hàng hiệu, một tay mang theo bữa sáng dinh dưỡng thấp tự chế, áo sơ mi trắng, váy ống màu đen, đôi chân dài đi tất chân, kiểu tóc tinh xảo thời thượng, khuôn mặt con lai trắng nõn quyến rũ. Sáng sớm mỗi ngày, cô từ trong xe thể thao xuống, cạnh cửa sổ tòa nhà hành chính của văn phòng cảnh sát, sẽ có những anh bạn trẻ tuổi, ông chú trung niên, mượn danh nghĩa hút thuốc xuất hiện, thưởng thức nữ thần ngành đặc thù. Thời buổi này, cô gái khuôn mặt xinh đẹp vơ một gái được cả đống, phẫu thuật một chút thêm phun xăm kiểu Hàn, nền tảng không kém, đều có thể là mỹ nữ. Nhưng dáng người mê người như vậy thì không nhiều, dáng người mê người khí chất lại tốt, còn lái được xe thể thao, càng ít hơn nữa. Cửa sổ lầu 3, Trần Nguyên Quân đứng ở bên cửa sổ, hút thuốc. Lão Trần, anh cũng ngắm mỹ nữ. Một nhân viên chị an trung niên nhích lại gần, châm một điếu thuốc. Trần Nguyên Quân phun ra một làn khói, không phải, hắn chỉ là đến hút thuốc. Nhân viên chị an trung niên thưởng thức bóng lưng thuất tha nơi xa, chật chật nói, xem cái mồm uốn éo này, ngắm mỹ nữ có gì mất mặt, tiểu tử cậu tuổi không nhỏ nữa, chưa kết hôn, ừm, có phải bởi vì muốn người ta hay không? chương 266, Liên hệ nghề nghiệp tà ác một Trong văn phòng cảnh sát, bạn trẻ thầm mến đồng nghiệp kia chỗ nào cũng có trần nguyên quân cười cười chưa giải thích cô gái này quả thật xinh đẹp nhưng giá trị cơ bản thẩm mỹ của hắn từ nhỏ đã bị cô trẻ kéo lên rất cao rồi cô gái xinh đẹp nữa cũng rất khó cho hắn cảm giác kinh diễm nói đi cũng phải nói lại một đoạn thời gian gần đây luôn có một người trẻ tuổi đi cùng một chỗ với cô ấy cùng vào cùng ra không chừng là bạn trai cô ấy nhân viên chị an trung niên nói quay đầu thấy tôi gọi cậu văn phòng quan nhã vừa ăn bữa sáng vừa chờ đợi nguyên thủy tới đây theo cô thấy, đồng nghiệp đội 2 đều quá nhàm chán, ở chung với Nguyên Thủy càng lâu, càng cảm thấy thú vị, lúc hắn không có mặt, liền cảm thấy văn phòng trống rỗng. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này trưởng thành quá nhanh, hơn nửa tháng trước, còn là một người mới. Bây giờ đã ngang cấp với cô, thiên phú của quan nhã thật ra rất mạnh, đặc biệt ở phương diện võ thuật chiến đấu, mà tham báo thánh giả cảnh, lấy năng lực tác chiến từng binh sĩ xưng bá. Trưởng bối phó ra cực kỳ coi trọng cô, cho rằng cô sẽ ở lúc thánh giả cảnh, Thực lực chỉnh thể có một sự tăng lên mang tính nhảy vọt. Nhưng Quan Nhã không có dục vọng quá lớn đối với thăng cấp, cô thích ăn ngon, thích mua sắm, thích cày phim, thích làm nêu, thích lái xe. Chỉ không thích thăng cấp, sau khi mù mờ vài năm, trưởng bối phó gia liền vứt bỏ cô, mẫu thân cũng muốn đuổi đứa con gái xinh đẹp này đi kết hôn. Quan Nhã liền chạy đến chỗ em họ tìm kiếm che chở. Nhưng mặc dù như vậy, cô vẫn không muốn thăng cấp. Ai, nếu cấp bậc càng kéo càng lớn, về sau liền không chơi chung được nữa không thể làm cá muối nữa. Cố gắng chút, tháng sau thăng cấp 3 đi, quan nhã ăn bữa sáng thanh đạm, nghĩ, cô vừa ăn bữa sáng, vừa mở ra điện thoại di động, đăng nhập diễn đàn chính phủ. Một bài đăng ghi màu đỏ hấp dẫn sự chú ý của cô. Sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ, bên ngoài công viên nào đó, một người đàn ông mặc áo liền mũ ngồi ở băng ghế. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang cùng kính dâm, che đậy ngũ quan vô cùng kín. Tinh tinh, tiếng nhắc nhở tin nhắn vang lên hắn móc ra điện thoại di động, xem tin nhắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đội hai khu Khang Dương đã chết, diễn đàn chính thức ngũ hành minh có bài đăng, kẻ gửi bài đăng tự xưng là từ chỗ thần giả Du Viên Đình nghe được tin tức, người nọ là có tiếng lắm miệng, nhưng nói chuyện độ chân thật rất cao. Tôi sẽ giữ sự chú ý, tiến một bước xác nhận. Gửi kèm ảnh chụp màn hình một bài đăng, đây là tin nhắn người cung cấp thông tin gửi đến, làm vô cổ sư thực lực không tầm thường, thiên đạo bất công có mạng lưới quan hệ của mình ngày đó sau khi liên lạc với thành viên hoa hồng đêm tối hắn liền bảo người cung cấp thông tin mình khống chế chú ý chặt chẽ động thái của diễn đàn ngũ hành minh thiên đạo bất công bật cười một tiếng tắt điện thoại di động hai tay đút túi cúi đầu rời khỏi công viên quan nhã ngây người phản ứng đầu tiên là nghi ngờ là không tin click vào bài đăng đọc vài lần nội dung miêu tả là nguyên thủy thiên tôn đêm qua ngoài ý muốn bị tập kích chết ở trong nhà nguyên nhân cái chết không rõ quá trình như thế nào không miêu tả chi tiết nhưng các hành giả chính phủ kinh nghiệm phong phú lập tức hiểu ý ám sát nguyên nhân cái chết không rõ từ trạng ly kỳ vậy tất nhiên là đã gặp ám sát phân bộ tùng hải thậm chí hành giả chính phủ các nơi phân bộ xem xong nội dung bài đăng nổi giận đùng đùng bọn họ đối với đồng nghiệp bị ám sát có cảm giác nhập vai rất mạnh ai làm linh năng hội hay hạ hầu ra đây là đang khiêu khích ngũ hành minh chúng ta sao không có khả năng là hạ hầu ra chứ nguyên thủy thiên tôn có công huân trong người hạ hầu ra phát điên ám sát hắn nếu thật làm như vậy trưởng lão hội cùng các minh chủ khẳng định sẽ chế tài hạ hầu ra phân bộ tùng hải đều là phế vật một thiên tài như vậy cũng không bảo vệ tốt tôi vừa rồi đi diễn đàn thái nhất môn xem qua tất cả đều là đang trào phúng chúng ta nói ngũ hành minh ngay cả người cũng không bảo vệ được cái đó có quan hệ gì với tùng hải chúng ta là người khu khang dương phế vật cứ như vậy chết rồi đáng tiếc sắc mặt quan nhã không tốt lắm sau khi xem mấy bình luận liền rời khỏi diễn đàn, cô vẫn như cũ không tin nội dung bài đăng. Đơn giản mở ra danh bạ, gọi cho Nguyên Thủy. Nếu đối phương nhận cuộc gọi, cô liền cười trêu chọc đối phương không phải chết rồi sao, sao còn sống. Nếu không gọi được, nếu không gọi được, chương 267, liên hệ nghề nghiệp tà ác 2. Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy, xin gọi lại sau. Sắc mặt quan nhã từng chút một, tan vỡ từng chút một, mặt không còn màu máu. Cô ngơ ngác đứng vài giây, đột nhiên nắm lên túi sách lao về phía đầu cầu thang, bóng lưng lảo đảo. Cô muốn tới nhà nguyên thủy xác nhận một phen, lao ra khỏi tòa nhà thủy tinh, đang muốn lên xe, quan nhã lại ngẩn ra, cô đã nhớ ra, Trần Nguyên quân anh họ của nguyên thủy là đội trưởng đội trị an văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Lập tức thay đổi phương hướng, xài đôi chân đi giày cao gót, chạy về phía tòa nhà văn phòng cảnh sát. Cô bước chân dồn dập sông vào tòa nhà hành chính, hỏi nhân viên văn trước quầy tiếp đái đội trưởng trần nguyên quân của các người hôm nay có đi làm không nhân viên văn chức hiển nhiên nhận ra quan nhã có chút kinh ngạc cô thế mà chủ động hỏi trần đội mỉm cười nói trần đội ở ngay trên lầu tôi thay ngài gọi xuống quan nhã ở trên lầu nhìn kỹ nữ văn chức một cái bỗng nhiên lắc đầu không không cần trần nguyên quân đi làm bình thường nữ văn chức ánh mắt mang theo tò mò cùng hóng hớt thân là thám báo quan nhã lập tức ý thức được không thích hợp hoặc là trần nguyên quân không biết tin tức em họ hy sinh hoặc là nguyên thủy chưa chết cô xoay người rời khỏi tòa nhà văn phòng cảnh sát tắm rửa ánh mặt trời ấm áp tới chỗ yên tĩnh hít sâu một hơi gọi điện cho phó thanh dương chuyện gì giọng phó thanh dương lạnh nhạt truyền đến nguyên thủy ở đâu hắn rốt cuộc sống hay chết quan nhã thấp giọng nói hỏi xong cô nín thở tôi cùng cậu ta làm một cái bố cục giả chết vài ngày thanh âm phó thanh dương bình tĩnh trước sau như một tôi đã thông báo lý đông trạch chị nếu đã biết vậy phối hợp một chút Quan nhã phù thở vào một hơi, hoàn toàn thả lỏng, chỉ có thể hỏi nguyên nhân không. Chỉ cấp bậc quá thấp, chưa có tư cách biết. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, quan nhã nghiến răng ken két, hay là lúc còn nhỏ ăn đòn vẫn nhẹ. Tôi còn cần làm việc, không có việc gì đừng quấy nhiễu. Phó Thanh Dương cúp điện thoại, ánh nắng rực rỡ, quan nhã thu hồi điện thoại di động, tâm tình cũng tươi sáng hẳn lên, sách túi đi về phía tòa nhà thủy tinh. Đột nhiên, cô dừng bước, chân mày tú lệ nhíu lại. Toàn bộ tổ chức, biết thân phận chân thật của Nguyên Thủy, chỉ có cô, Lý Đông Trạch cùng Vương Thái. Phó Thanh Dương thông báo Lý Đông Trạch, bảo hắn phối hợp, lại chưa thông báo cô vị trị họ này. Phó Thanh Dương buông điện thoại xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, mười ngón giao nhau để ở cầm. Người chị họ này của hắn, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có sự quan tâm vượt quá quan hệ đồng nghiệp bình thường nha. Một đoạn thời gian trước đây, quan nhã thường xuyên ở trước mặt hắn khen Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói người trẻ tuổi này có thiên phú có tư chất, đầu óc không tệ, Phó Thanh Dương ngay từ đầu cảm thấy đây là thưởng thức hạn độ bình thường. Cũng quả thật là vậy, nhưng hắn âm thầm lưu tâm, chú ý mọi lúc thái độ của quan nhã đối với Nguyên Thủy. Vừa rồi thử một lần, phát hiện độ hào cảm của chị họ đối với thằng nhóc kia lại tăng lên một nấc thang. Cái này không phải là chuyện tốt, phó ra là không có khả năng để quan nhã cùng một tiểu nhân vật. Người con rể bác gái chọn lựa, gia tộc sau lưng người đó là tồn tại đủ để sánh vai phó ra. Đổi cái góc độ nghĩ, nếu điều này làm kích phát tâm lý tiến tới của chị họ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ừm, Nguyên Thủy chưa chắc vừa ý chị ta. Trong đầu Phó Thanh Dương bỗng nhiên hiện lên một câu, không giống ta, chỉ thích chân dài tất đen, thích mỏng manh. Khóe miệng hắn run lên một cái, quan nhã trở lại văn phòng, thấy Khương Tinh về cùng đội trưởng Đằng Viễn, vẻ mặt chăm chú nói cái gì. Thấy cô đi lên, Đằng Viễn đẩy kính mắt trên mũi, giọng điệu trầm thấp nói. Chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi đã nghe nói. Cậu ta là vì tổ chức mà chết, là hy sinh vì nhiệm vụ, tôi cảm thấy, nên cho người nhà cậu ta một phần tiền trợ cấp." Khương Tinh về cũng vẻ mặt khổ sở, "Em không bảo kê tốt cho anh ấy." Quan Nhã trầm ngâm một phen, nói, "Đội trưởng cảm thấy, cho bao nhiêu thích hợp?" Đằng Viễn trầm giọng nói, "Một cái huân chương nhỏ, cô cho rằng thế nào?" "Điên rồi à, không có ai sẽ quan tâm anh." Khóe miệng Quan Nhã run rẩy, "Anh vui là được rồi, anh có thể thử nộp đơn xin." "Khó được nghỉ ngơi ở nhà." Buổi sáng lại không có môn chuyên ngành, Trương Nguyên Thanh ngủ một giấc ngon, tỉnh lại liền thấy trên đầu tiểu đậu bị đội ví tiền của cậu, ở trong phòng bò qua bò lại, tự Tiêu khiển tự vui. Cái thằng nhóc này, hắn thở dài, thầm nhì mày trái lại tìm chút bảo bối khác cho tao đi, không phải nội y của gì trẻ, chính là ví tiền của cậu. Còn tiếp tục như vậy, đài truyền hình cũng phải đến trong nhà phỏng vấn, tiêu đề chính là Nội y gì trẻ liên tiếp bị trộm, ví tiền cậu nhiều lần mất trộm cái này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức không còn, 8 giờ tối nay, để chúng ta đi vào thế giới của cháu trai xúc vật Trương Nguyên Thanh. chương 268, liên hệ nghề nghiệp tà ác ba. Đi vào phòng khách, dì trẻ đã ăn xong bữa sáng, trang điểm cho bản thân xinh đẹp, đang chuẩn bị ra ngoài đi làm. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, dì có phải sắp muộn rồi hay không? Dì trẻ thò đầu, nhìn quét về phía nhà bếp một cái, nhỏ giọng nói, suyệt. Bà ngoại nóng tính kia của mày vừa mắng gì, đừng dựng lên đề tài này nữa, để bà ấy nghe được, lại muốn lại nhảy, phiền chết mất. Cô sáng nay ngủ nướng, chưa thể dậy được, kẹp chăn chồng mông, ngủ một giấc tới tận 8 rưỡi, vẫn là bị mẹ già nóng tính đánh vào mông mới tỉnh. Trương Nguyên Thanh đánh giá khuôn mặt như hoa như ngọc của dì trẻ, dưới đôi mắt đẹp bọng mắt dày nặng, nhưng không tổn hao gì vẻ đẹp của cô, ngược lại lộ ra một sự hiểu điệu mềm mại. Dì đêm qua làm gì? Trương Nguyên Thanh phê phán nói, có phải nhân cơ hội tu luyện thải dương bổ âm đại pháp hay không? Dì trẻ phi một tiếng, giơ tay lan hoa chỉ sao, dì tu luyện là ngọc nữ tâm kinh. Trương Nguyên Thanh, vậy cháu phải dùng đả cầu bổng pháp khổ tu 20 năm phá ngọc nữ tâm kinh của dì. Hai người ở trong phòng khách đánh nhau mấy chiêu vương bát quyền, bà ngoại từ nhà bếp lao ra, rít gào, còn chưa cút đi làm. Giang Ngọc Nhị lắc phòng eo nhỏ, chuồn ra cửa, dùng xong bữa sáng đơn giản, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng, từ trên đầu tiểu đậu bỉ lấy lại ví tiền, rút ba tờ đỏ rực tờ 100 tệ phân phó. Trả lại, Nói đi cũng phải nói lại, cậu cái tên 250 ám chỉ ngu ngốc, bướng bỉnh này, đến bây giờ còn chưa phát hiện tiền ít đi, không, cậu ấy có thể cũng không biết phí tiền biến mất rồi. Nhìn theo tiểu đậu bị bò ra khỏi phòng, hắn thu hồi ánh mắt, sức chú ý tập trung ở trên chính sự. Hành động 3 ngày sau nếu có thể thành công, chúng ta quả thật cách hắc vô thường gần thêm một bước, nhưng thiên đạo bất công, hẳn là không biết nơi hắc vô thường ẩn thân, chỉ xem sau khi hỏi Linh có thể đạt được tình báo gì. Phó Thanh Dương khẳng định cũng biết một điểm này, cũng không biết hắn tiếp theo có ý tưởng gì. Lúc này, điện thoại di động, tinh, một tiếng, có tin nhắn tới. Không phải tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trương Nguyên Thanh cầm lấy điện thoại di động xem, hắn đêm qua đã rút sim của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người gửi, tiểu viên, số điện thoại di động đối ứng hòm thư, là sim điện thoại di động Trương Nguyên Thanh bảo anh họ hỗ trợ làm không ký danh. Hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc dùng danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với gì tiểu viên. Cô ấy tìm hiểu được tình báo gì. Trương Nguyên Thanh tinh thần dung lên, tập trung tinh thần đọc nội dung tin nhắn. Một vị phó hội trưởng khác của Linh năng hội, người dưới trướng Cổ Vương, gần đây ở chợ đen treo thưởng hắc vô thường và cấp dưới của hắn. Trong tay Cổ Vương có lẽ nắm giữ tình báo hắc vô thường, nhưng tôi không tìm hiểu được. Tôi lấy được phương thức liên hệ một cấp dưới của Cổ Vương, ID linh cảnh của hắn là bánh bao máu người, phương thức liên hệ là. Chuyện thứ hai, danh sách treo thưởng nghề nghiệp tà ác chế định hôm qua đã cập nhật bảng thánh giả, phó thanh dương cùng hỏa thần đặt song song hạng nhất. Bảng siêu phàm, nguyên thủy thiên tôn hành giả chính phủ phân bộ tùng hải lên bảng, ở cuối bảng. Nhưng tôi nghe nói tên kia đã chết, có thể là sau khi danh sách cập nhật, bị người ta cắt đầu lĩnh tiền rồi. Tin tức này đối với cậu hẳn là hữu dụng, cậu có thể tặng lại cho cấp trên. Chuyện thứ ba, Lý Hiển Tông yêu mê hoặc cấp 3 của binh chủ giáo, mấy ngày trước, bằng vào sức một người, ám sát một thánh giả cấp 4 của Linh Năng Hội, phân hội khu Nam chỉ một trận chiến này, xếp hạng của hắn đã có thể tấn thăng. Nghề nghiệp tà ác, top 5 giai đoạn siêu phàm, năm vạn tệ này tiêu tựa như có chút không đáng giá nha, gì nếu không cân nhắc đền bằng thịt một chút đi. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lẩm bẩm, nhưng hắn sau khi cẩn thận phân tích, lại cảm thấy năm vạn tệ tiêu rất đáng giá. Chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập xuất hiện tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn tử vong, cái này nói rõ tình báo đã truyền đạt ra ngoài, hành động đêm mai đã tăng thêm vài phần nắm chắc. Mặt khác, hắn còn biết được danh sách treo thưởng thì ra không chỉ tổ chức chính phủ có treo thưởng tổ chức tà ác cũng sẽ tuyên bố danh sách treo thưởng săn giết thành viên tinh anh của ngũ hành minh hắn vị thần dạ du này liên tục vượt qua hai cái cấp s thế mà cũng lên bảng tuy chỉ ở cuối bảng phù dung sớm nở tối tàn khinh thường ai chứ mình muốn đứng đầu bảng hắn yên lặng hài hước một câu tin tức thứ nhất có thể lợi dụng thật tốt tuy bánh bao máu người là nghề nghiệp tà ác nhưng kẻ địch của kẻ địch cũng có thể làm bạn ở trên chuyện đạt được danh sách, mình cùng chính phủ nửa địch nửa bạn nha. chương 269, nháy mắt giết địch một Trương Nguyên Thanh luôn vì cướp danh sách mà phiền não, không có một cái kế hoạch tương đối rõ ràng, trong ý tưởng lúc ban đầu, lão ủy thác chỉ sát công chủ hỗ trợ cướp danh sách. Nhưng bởi vì hắc vô thường mất tích không tìm được, cho nên không thể chế định kế hoạch chi tiết, trong lòng rất thiếu cảm giác an toàn. Bây giờ, hắn đột nhiên toát ra một ý niệm lớn mật, có lẽ trừ chỉ sát cung chủ ngoại viện này, hắn còn có thể thông đồng với địch quấy đục nước sức chú ý của chính phủ hoa hồng đêm tối hắc vô thường cổ vương khẳng định đều tập trung ở trên chén thánh lúc này chỉ sát cung chủ cấp chúa tể ra tay tranh đoạt danh sách lực cản sẽ không quá lớn thử liên hệ người của cổ vương một lần trương nguyên thanh copy số điện thoại nhưng chưa lập tức gọi vẻ mặt có vài phần do dự người của linh nam hội đều là kẻ điên cùng hung cực ác nhắc lên quan hệ với bọn họ tương đương bảo hộ lột da Trương Nguyên Thanh nhọc lòng thở dài, hắn cũng muốn làm người tốt, nhưng hắn không có lựa chọn. Danh sách mặc kệ rơi vào trong tay ai, ngũ hành minh, hoa hồng đêm tối, thậm chí hắc vô thường phản ứng lại, đều sẽ khiến thân phận truyền nhân ma quân của hắn bại lộ. Sau khi bại lộ sẽ đối mặt cái gì? Kết quả tốt nhất là bị giám thị, mất đi tự do, thẳng đến lúc bọn họ đạt được thứ mong muốn. Đây còn là rơi vào trong tay ngũ hành minh cùng thái nhất môn tổ chức chính phủ như vậy. Nếu rơi vào trong tay hoa hồng đêm tối, hoặc nghề nghiệp tả ác, mặc dù bị giám thị giam cầm, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tra tấn vô nhân đạo, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Mà kết quả tệ nhất, đương nhiên là tráng nghiên mất sớm, vĩnh biệt cõi đời. Cho nên, lấy được danh sách là cần thiết, sở dĩ phải quấy đục nước, là vì hắn không có 10 phần nắm chắc thuyết phục chỉ sát công chủ, cảm giác tín nhiệm cũng không phải đặc biệt đủ. Chỉ cần nắm chắc tốt mức độ, tiếp xúc với người linh nam hội một lần chưa hẳn là không thể, chỉ là thời điểm tổng kiểm tra sức khỏe, sẽ rất đau đầu nhưng cái đó là chuyện của sau này không giải quyết vấn đề khó trước mặt nói gì về sau nữa nghĩ đến đây hắn hạ quyết tâm gọi vào số di động của bánh bao máu người tu 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 tiếng chuông vang hồi lâu bị cúp máy rồi qua vài phút nữa bánh bao máu người gọi lại trong loa truyền đến một giọng đàn ông trưởng thành nói ai thanh âm này âm trầm nghe đã cho người ta cảm giác hung ác độc ác có thể đạt được phương thức liên hệ của anh đương nhiên là bạn ít nhất chúng ta là cùng loại người Trương Nguyên Thanh cười ha ha nói, đúng, điều mình chỉ là nghề nghiệp tà ác, bánh bao máu người im lặng một chút, hắc một tiếng, có chuyện thì nói, tôi chỉ cho cậu 2 phút thời gian. Số không đăng ký này của hắn là chuyên môn dùng để mở rộng con đường, tiếp thu tin tức, bánh bao máu người sẽ ở trong chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập tuyên bố nhiệm vụ, cũng kèm theo phương thức liên hệ. Cái này tiện lợi cho những người muốn tiền thưởng kia có thể liên hệ được hắn, khuyết điểm là dễ bị bán đứng, bị chơi sỏ, ví dụ như có người giao số điện thoại cho ngũ hành minh. Vì không bị định vị theo dõi, hắn mỗi lần trò chuyện, đều sẽ không vượt qua 2 phút. Tôi là thành viên Hoa Hồng đêm tối, tổ chức đang tìm hắc vô thường, có lẽ, chúng ta có thể hợp tác. Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình tĩnh, Hoa Hồng đêm tối, bánh bao máu người nhíu mày, cười lạnh nói tôi dựa vào cái gì phải hợp tác với cậu. Loại người lai lịch không rõ này, hắn không tín nhiệm, cho nhiều lợi ích nữa, đều là hư ảo bởi vì ngươi căn bản không dám chạm chán với hắn trương nguyên thanh cười nhạo nói yếu đuối tựa như một con chuột thực làm chúng ta nghề này mất mặt tôi khác với anh tôi thật to muốn là như thế nào món tân rất cao dục dương đã có thể nổi tiếng lại có thể đạt được lượng lớn tiền thưởng bánh bao máu người hít thở dồn dập một phen tựa như bị chọc giận trương nguyên thanh tiếp tục nói cái này đối với anh không có điều gì xấu thêm một con đường thêm một đôi mắt cùng đôi tai anh chẳng lẽ không muốn lập công như vậy đi nếu tôi có tình báo, sẽ lấy phương thức tin nhắn gửi cho anh, anh đúng giờ tiếp thu. Tôi tương tự cũng sẽ như thế. Bánh bao máu người hơi trầm mặc, chậm rãi nói. Được, như vậy bây giờ, cho tôi trước một ít tình báo hữu dụng. Trương Nguyên thanh giọng điệu nghiêm túc, nói. Chén thánh xa ngã đã xảy ra vấn đề, cho nên Hắc vô thường muốn mời thủ lĩnh của chúng tôi hỗ trợ, nhưng hắn cùng thủ lĩnh độ tín nhiệm không đủ, bởi vậy đang thăm dò lẫn nhau, chậm chạp chưa chạm chán. Được rồi, tôi không thể nói nữa chén thánh xa ngã xảy ra vấn đề, hắc vô thường đang liên lạc với hoa hồng đêm tối. Trong lòng bánh bao máu người nhấc lên sóng chiều ngập trời, tiếp đó kích động hẳn lên, đây là tình báo lớn nhất từ khi hắn tham dự tìm kiếm hắc vô thường tới nay đạt được. chương 270, nháy mắt giết địch 2. Thấy đã lót đường đủ, Trương Nguyên Thanh dò hỏi. Bây giờ tới lượt tôi hỏi các người, nếu có thể bắt được cấp dưới của hắc vô thường, vậy nên như thế nào tìm được hắn? Bánh bao máu người hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kích động trong lòng. Hắn vốn định trực tiếp cúp điện thoại, ăn miễn phí tin tức này, nhưng lý trí nói cho hắn, tuyến đường này cực kỳ quan trọng, cắt đứt liên hệ, tổn thất là hắn. Vì thế hử lạnh nói, chỉ xem cấp dưới nơi đó có bao nhiêu hoa quả khô, nhưng lấy sự giả dối của hắc vô thường, mặc dù bắt được cấp dưới tâm phúc, cũng không nhất định có thể khóa mục tiêu vị trí hắn. Nếu trong tổ chức các người có thám báo đẳng cấp cao, tôi có thể cho một phần tư liệu hắc vô thường, trong đó bao gồm chuyện trải qua trong quá khứ, tính cách, sở thích vân vân của hắn. Dựa vào năng lực của thám báo thôi diễn, phân tích, hẳn là có thể ra không ít tin tức. Đương nhiên, tôi cần xin lão đại, có nha, lão đại của mình chính là thám báo mắt thật. Mắt trương nguyên thanh sáng lên, giọng trầm thấp như cũ, chờ tin tức của anh. Tiểu khu nào đó, shipper mặc đồng phục màu lam, đi chiếc xe cà tàng, ngựa quen đường quốc tiến vào tiểu khu, dừng lại ở dưới tòa trung cư nào đó sát đường. Shipper ấn chuông cửa, yên lặng chờ đợi. Hắn ngũ quan nhu hòa, mặt trẻ con, dáng người trung đẳng, hình thể hơi béo, cho người ta ấn tượng đầu tiên là ôn hòa vô hại. Chuông cửa vang vọng vài giây, lưới khóa cửa chống trộm vang rắc, mở ra. Shipper mặt baby tiến vào chung cư, hắn cúi đầu, đếm từng bậc một bậc thang, 1, 2, 313. Một tầng cầu thang chỉ có 12 bậc, không có bậc 13, nhưng shipper mặt baby mỗi lần đều sẽ đếm thêm một bậc. Hắn cứ như vậy từ tầng 1 tới tầng 5, khi hắn lần thứ 5 đếm ra bậc 13, cầu thang đi thông tầng 6, thật sự xuất hiện bậc thang thứ 13. Shipper mặt baby đi lên bậc thang, như là xuyên qua một tầng mô mỏng vô hình, cảnh vật xung quanh từ chung cư cũ kỹ, biến thành một cái ao hình vuông dài rộng khoảng 10 mét. Trong ao rậm rạp bò đầy rắn độc, nhện, than lăn, côn trùng, bọ cạp các cổ vật sạc sỡ. Giữa ao dựng vững một tòa tế đàn tảng đá lớn màu đỏ đắp lên, cao khoảng 3 mét. Trên tế đàn là một đống vật chất máu thịt màu đỏ tươi, chậm rãi mấp máy. Shipper mặt baby nhìn độc vật cổ trùng trong ao một lần, ít hầu lăn lộn, ực một tiếng, nuốt nước miếng. Hắn cố gắng rời ánh mắt đi, thu liếm sự thèm nhỏ rãi trong ánh mắt, không người nói, hội trưởng, tôi có tình báo quan trọng. Máu thịt trên tế đàn bật dậy, ngưng tụ thành hình người đỏ như máu, ở cao nhìn xuống quan sát. Shipper mặt baby nói, thuộc hạ tìm hiểu được, hắc vô thường tránh ở Tùng Hải, mục đích là chạm trán với một tổ chức tên là hoa hồng đêm tối thuộc hạ vẫn chưa từng nghe nói tổ chức này máu thịt hình người màu đỏ tươi phát ra tiếng nói nhỏ tối nghĩa hoa hồng đêm tối hội trưởng tựa như biết tổ chức này shipper mặt baby nói thuộc hạ còn tìm hiểu được chén thánh sa ngã xảy ra vấn đề hắc vô thường đang tìm hoa hồng đêm tối trợ giúp nhưng hai bên không đủ độ tín nhiệm bởi vậy còn đang thử lẫn nhau nói xong hắn lại bổ sung bởi vì tình báo quan trọng hơn nữa thời gian có hạn thiếu con đường nghiệm chứng, thuộc hạ cũng không dám cam đoan nhất định là thật. Máu thịt hình người chậm rãi nói, không, là thật, bánh bao máu người, tình báo của cậu nghiệm chứng suy đoán của tôi. Chén thánh xa ngã đã xảy ra vấn đề, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành động khác thường của hắc vô thường. Bánh bao máu người như chút được gánh nặng, tâm tình lập tức tươi sáng, liền nói thẳng ra nguồn tình báo, cùng nói. Cần cho đối phương tư liệu hắc vô thường hay không, xin hội trưởng định đoạt máu thịt hình người thản nhiên nói, cậu bị lừa rồi, người nọ không phải thành viên hoa hồng đêm tối, quá nửa là người chính phủ. a à, cho hắn tư liệu, ít nhất ở trước khi tìm được hắc vô thường, chính phủ là bạn của chúng ta. Cậu lần này làm không tệ, cổ trùng trong ao, tùy tiện chọn ba con. Bánh bao máu người lộ vẻ mặt mừng như điên, không người nói, đa tả hội trưởng. Hắn hưng phấn tới bên ao, má phồng lên, sau khi ấp ủ vài giây, chợt phun ra cái lưỡi dài nhỏ dài đến mấy mét, cuốn đi một con rết, một con rắn độc đen đỏ đan sen, một con bọ cánh cứng màu xanh biếc. Cổ bánh bao máu người to lên một vòng, chiếu ra hình dáng ba con cổ vật, hắn ực một tiếng, nuốt xuống. Sau khi vào đêm, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, lặng lẽ đi tới vịnh phó ra. Rất xa, hắn nhìn thấy xe MPV màu trắng đỗ ở ngoài tiểu khu, như là đang chờ đợi cái gì. Trương Nguyên Thanh thi triển tiềm hành, lén lút lại gần, gõ cửa kính xe ba lần. Cửa xe MPV tự động mở, lộ ra khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng anh Tuấn của Phó Thanh Dương, hắn chăm chú nhìn ngoài cửa xe, nói. Không cần thiết để ý như vậy, chương 271, Binh Dòng 1, Bách Phu trưởng, tôi ở nơi này, tiếng Trương Nguyên Thanh từ một bên khác của thùng xe truyền đến. Khóe miệng Phó Thanh Dương giật giật, rốt cuộc thấy anh kinh ngạc, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm sướng, trên mặt vô cùng nghiêm túc thành khẩn. Tôi cho rằng, thuyền cẩn thận dùng vạn năm, năng lực tra xét của Bách Phu Trường, hẳn là không tìm được thần giả du đang tiềm hành nhỉ. Thánh giả cảnh trở xuống, có thể, thánh giả cảnh không được, phó thanh dương liếc hắn một cái, thần giả du thánh giả cảnh, sẽ không nhàm chán đến mức cắm điểm thời gian dài ở phụ cận nhà cậu. Camera giám sát khu vực vịnh phó gia này, trong biệt thự của tôi đều có thể kết nối, có người nhìn chằm chằm 24 phần 7. Trương Nguyên Thanh không còn lời nào để nói, bách phu trưởng cơ chí. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu, phân phó tài xế, xuất phát. Vẫn là giống với lần trước, Phó Thanh Dương chỉ dẫn theo một mình Trương Nguyên Thanh đến, mà tác dụng của người sau chỉ là hỏi linh mà thôi. Người đàn ông này giống như có tự tin vô tận, bất cứ chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết, bất cứ kẻ địch nào cũng có thể giết một mình. Bình tĩnh cùng lạnh nhạt là nhạc dạo không thay đổi trên mặt hắn. Sau khi giết Thiên Đạo bất công, chuyện anh binh coi như che giấu xuống, cấp dưới tâm phúc chết, Hắc vô thường nhất định hoảng sợ, cảnh giác sẽ không đi nghĩ thêm về chuyện anh binh nữa dù sao đây chỉ là một yêu cầu của hoa hồng đêm tối mặc dù hắn tò mò cũng sẽ gác lại lòng hiếu kỳ nhưng che giấu được một lần không che giấu được lần thứ hai phải ở ngắn hạn bắt được hắc vô thường nhanh chóng kết thúc chuyện này bằng không cuộc sống hàng ngày khó yên trương nguyên thanh nhìn cảnh vật chạy giật lùi ngoài cửa sổ xe phát tán tư duy xe mpv lao vun vút ở con đường đêm khuya không đến nửa giờ bắt đầu giảm tốc cuối cùng dừng lại ở bên một dòng sông nhỏ dòng sông nhỏ uốn lượn bên trái là công viên, bên phải sát với con đường rộng, phụ cận không có nhà dân, giờ này, trừ ngẫu nhiên có xe chạy qua, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Trong bóng đêm nặng nề, một cây cầu hình vòm đứng lặng ở nơi xa. Cửa xe chạy bằng điện mở ra, Phó Thanh Dương mặc âu phục màu trắng bước ra cửa xe, thản nhiên nói. Ở lại chỗ này, chờ điện thoại của tôi. Dứt lời, hắn đi vào trong bóng đêm, bóng dáng màu trắng dần dần đi xa. Trong vòng cầu, thiên đạo bất công mặc áo liền mũ màu đen, ngồi xếp bằng ở trong vòng, vừa chờ đợi thành viên hoa hồng đêm tối, vừa suy tư. Hoa hồng đêm tối vì sao cần tư liệu thiếu niên binh vương? Tên kia bị chén thánh xa ngã ăn mòn, sớm hay muộn là kết cục phát cuồng mà chết. Lão đại hắc vô thường cũng muốn biết, bởi vậy hôm nay thêm cho hắn một nhiệm vụ, làm rõ mục đích hoa hồng đêm tối đòi tư liệu thiếu niên binh vương. Lúc này, vành tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, không nhanh không chậm đi đến. Đến rồi, Thiên đạo bất công yên lặng chờ đợi tiếng bước chân đến gần, cười, hắc một cái, nói. Ngươi làm không tệ, sau khi nguyên thủy thiên tôn chết, ngũ hành minh cuống đến mức nhảy cẫng lên rồi nhỉ. Nhất là phó thanh dương, nguyên thủy thiên tôn là hành giả chính phủ dưới chướng hắn, bởi vì hắn vô năng, mất đi một thành viên tiềm lực vô hạt, trưởng lão hội chắc chắn hỏi trách tội, nhưng hắn nhất định là vô năng cuồng nộ. Tiếng bước chân tới trước phòng cầu, dừng lại, bóng dáng mặc âu phục màu trắng thản nhiên nói. Ngươi không cần phải quản ta sẽ vô năng cuồng nộ hay không, nhưng ngươi nhất định sẽ. Con người thiên đạo bất công co rụt lại, sợ hãi nổ tung ở trong lòng, hầu như nuốt sống lý trí. Cơ bắp quanh thân hắn bành trướng, làn da lộ ra màu thâm đen, gồ lên đan sen, con người màu nâu đậm trợn lên, biến thành con người dựng thẳng màu hổ phách. Lấy cổ vật loại hình lực lượng toàn lực đánh cược, trong lòng hắn vừa nghĩ như vậy, liền thấy phó thanh dương ở cửa vòm nâng tay, gập ngón tay lại búng ra. Thiên đạo bất công trước mắt tối sầm, lâm vào bóng tối vô biên vô hạn phó thanh dương từ trong túi sở lấy ra điện thoại di động gọi vào số của trương nguyên thanh qua đây hỏi linh không đến nửa phút đồng hồ trương nguyên thanh mau lẹ mà nhẹ nhàng chạy tới dừng lại trước vòng cầu ánh mắt phó thanh dương ra hiệu một lần trương nguyên thanh liền đi tới vòng cầu nhìn vào bên trong trong tầm nhìn xuyên thấu bóng tối của thần dạ du một người đàn ông mặc áo liền mũ màu đen ngồi bệt tựa vào trên tường mi tâm có một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay, máu tươi đang róc rách chảy ra. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đánh giá một phen, người này xương lông mày gồ lên, mắt hẹp dài, mặt hơi tóp, thoạt nhìn chính là đại ác nhân. Chết dễ dàng như vậy, xem ra thiên đạo bất công này giống với hoành hành vô kỵ, đều là vô cổ sư giai đoạn siêu phàm. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào màu đen, câu thông tàn linh trong thi thể. Trương 272, Binh Dòng 2. Sau đó, hắn lấy ra chày phục ma, đưa cho Phó Thanh Dương. Làm xong công tác chuẩn bị, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, linh thể hóa thành làn khói tiến vào trong miệng hắn. Ký ức không thuộc về bản thân ùa vào, thức hải bỗng nhiên bành trướng, như là bóng bay thổi căng lên. Hình ảnh hiện lên như đèn kéo quân, Trương Nguyên Thanh từ trong mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn, giải rác, đã xem xong đại khái một đời của thiên đạo bất công. Bố mê cờ bạc, mẹ đi tái giá, sống với ông nội bà nội, thợ ấu bất hạnh trôn xuống hạt giống âm u ở trong lòng hắn, trong quá trình trưởng thành, không có nơi nương tựa mang đến suy sụp đã trở thành phân bón cho hạt giống nảy mầm hắn rốt cuộc trở thành kẻ ác cực đoan thô bạo trong từng hình ảnh biến ảo trương nguyên thanh nhìn thấy một phòng ngủ tối tăm thiên đạo bất công đứng ở cạnh bàn cắt cổ tay để máu tươi chảy vào trong một cái bát đồng xanh máu sôi trào ở trong chén làn xương máu bốc lên ngưng tụ thành một khuôn mặt người mơ hồ giọng nói bén nhọn hoa hồng đêm tối trả lời như thế nào thiên đạo bất công cung kính nói bọn họ đáp ứng ám sát nguyên thủy thiên tôn Báo thủ cho hoành hành vô kỵ. Mặt khác, Hoa Hồng đêm tối muốn đạt được tư liệu thiếu niên binh vương ở trong hiện thực. Khuôn mặt người do xương máu ngưng tụ thành trầm mặc một phen, giọng nói bén nhọn một lần nữa truyền đến. Hoa Hồng đêm tối không nên cảm thấy hứng thú đối với tên kia. Thiên đạo bất công, thuộc hạ không biết, đối phương rất kín miệng. Làn xương máu lơ lửng ở miệng bát hơi chấp lên, nói, Hoa Hồng đêm tối nếu thành công ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi liền nói cho hắn, thiếu niên binh vương, vốn tên lôi nhất binh nhà ở Tùng Hải, học đại học ở tỉnh Giang Nam, địa chỉ gia đình là. Ở trước khi nói cho Hoa Hồng đêm tối, người cần hỏi rõ trước mục đích bọn họ điều tra thiếu niên binh vương. Thiên đạo bất công gật gật đầu, trần chờ nói, thuộc hạ phát hiện, Hoa Hồng đêm tối cực kỳ coi trọng đối với việc này, như là không muốn tiết lộ cho chúng ta. Khuôn mặt người từ làn xương máu chấp lên vài cái, nói, nếu không muốn, vậy thì từ bỏ, việc cấp bách là nắm giữ chén thánh sa ngã, việc khác đều có thể để sau. Trong ánh vàng chói lòa, Trương Nguyên Thanh thoát khỏi trạng thái hỏi linh, mở mắt ra. Hắn đầu tiên nhìn thấy là bầu trời đêm tối tăm không có ánh sáng, phát hiện mình đang nằm ở vòng cầu, cái gáy đau đớn. A, à, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, dai dai đầu, lại bị đánh ngất rồi, Phó Thanh Dương không thưởng cho mình một em gái tai thỏ, quả thực có lỗi với sự hy sinh của mình. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía công tử ca áo trắng đứng ở bên người, nói. Hỏi ra một vài thứ, nhưng không có thu hoạch quá lớn hắn lập tức mang ký ức của thiên đạo bất công giản lược nói cho phó thanh dương nơi này hắn ẩn đi tin tức của anh binh trương nguyên thanh buồn bực nói hắc vô thường cùng cấp dưới là thông qua món đạo cụ nào đó liên lạc thiên đạo bất công cũng không biết tung tích của hắc vô thường hắc vô thường đương nhiên sẽ không tiết lộ địa điểm mình ẩn thân cho cấp dưới phàm là trong đó có ai làm phản hoặc bị hỏi linh vậy chẳng khác nào bại lộ một thủ lĩnh nghề nghiệp tả ác kinh nghiệm phong phú không có khả năng ngu như vậy tuy ở trong dữ liệu nhưng vẫn làm người ta thất vọng nha, như vậy, chỉ có thể hy vọng tình báo cổ vương bên kia sớm một chút đưa tới. Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi, lúc này, hắn nhìn thấy Phó Thanh Dương vươn tay, ở không trung bắt một cái, từ ô vật phẩm lôi ra một món vật phẩm. Đó là một con rối làm bằng tay tạo hình đơn giản, xấu xí, nó có cái đầu hình tròn cùng thân thể như làn váy, thoạt nhìn còn tưởng là búp bê trời nắng. Mắt của con rối dùng chỉ đen may thành hai chữ X, miệng là một đường thẳng. Phó Thanh Dương hỏi, cậu có ở trong trí nhớ thiên đạo bất công, nhìn thấy chỗ hắn ẩn thân hay không? Trương Nguyên Thanh nói có. Phó Thanh Dương gật gật đầu, buộc con rối làm bằng tay xấu xí ở tay phải. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy sợi dây bạc như có như không. Từ đỉnh đầu, hai tay của con rối làm bằng tay kéo dài ra, quấn quanh ở trên thi thể thiên đạo bất công. Vài giây sau, trong vòng cầu truyền đến thanh âm, thiên đạo bất công bò ra, lỗ thủng ở mi tâm đã khép lại, máu tươi không chảy ra nữa hắn sống lại rồi, nhìn tâm phúc trợn mắt cứng lưỡi, phó thanh dương hoạt động ngón tay, chỉ thấy thiên đạo bất công nhếch khóe miệng, phát ra giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đạo cụ này tên, binh rong, là tôi hướng một vị trưởng lão của bạch hổ binh chúng xin tuyên truyền, nó có bộ phận năng lực của chúa tể cảnh yển sư. Có thể phục nguyên lại chi tiết lúc còn sống của người chết, bao gồm thanh âm, thói quen cơ thể, kỹ năng, hơn nữa chịu người nắm giữ đạo cụ thao túng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ý tứ của ngài là chương 273, binh dòng 3, thiên đạo bất công giọng khàn khàn thản nhiên nói. Thao túng thân thể này liên lạc với hắc vô thường, tìm hiểu ra kế hoạch một bước tiếp theo của hắn. Còn có thao tác này, trương nguyên thanh vui sướng một phen, phó thanh dương đã sớm dự đoán được trên người thiên đạo bất công không có khả năng tra ra hành tung của hắc vô thường, cho nên xin trước đạo cụ tương ứng. Gã này tuy dám thối cao ngạo lạnh lùng, nhưng quả thật lợi hại, là đồng đội làm người ta an tâm. Sau đó, trong lòng Trương Nguyên Thanh bộp một cái, nội dung hỏi linh hắn là có dấu diếm hắc vô thường nếu hỏi chuyện anh binh nên làm cái gì bây giờ nếu phó thanh dương không đáp được rất có thể lộ tẩy cái này sẽ làm cố gắng nhiều ngày qua của bọn họ nước chảy về biển đông nếu là thẳng thắn chuyện anh binh lấy sự sâu sắc của phó thanh dương sợ là có thể phát giác không ít thứ cái này gọi là kế hoạch không theo kịp biến hóa việc đời luôn vô thường như thế bách phu trưởng anh minh thần võ trương nguyên thanh đè xuống sự lo âu trong lòng theo thường lệ nịnh bợ Thiên đạo bất công hơi nhếch khóe miệng, giọng trầm thấp thản nhiên nói, lần sau có thể đổi một ít từ ngữ dễ nghe hơn chút, tôi cũng không phản cảm. Nói xong, con rối này đi đến bên người Phó Thanh Dương, cõng bản thể lên. Đây là trả giá sử dụng đạo cụ, nhìn thấy một màn này, trong lòng Trương Nguyên Thanh suy đoán, tiếp theo liền nghe thiên đạo bất công thản nhiên nói. Binh dòng có hai sự trả giá, một, chỉ có thể thao túng người chết. Hai, trong lúc thao túng con rối, bản thể không thể nói chuyện, không thể hành động sự trả giá này có hơi nặng nha cái này tính là gì tự mình võng mình nếu con dối đổi thành em gái mình đột nhiên có rất nhiều thao tác xấu hổ không không thể nghĩ tiếp trương nguyên thanh lắc lắc đầu đuổi ý tưởng lớn mật ra khỏi đầu óc ba người quay về xe mpv dựa theo hình ảnh trương nguyên thanh ở trong trí nhớ nhìn thấy đã tìm được địa điểm thiên đạo bất công ẩn thân nó ở chỗ giao giới của khu khang dương cùng khu phong huy một căn nhà trọ không mới cũng không cũ bóng đêm nặng nề đèn đường chiếu ra ánh sáng cô tịch, bóng cây lay động ở trong gió, trừ mấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ còn đang mở cửa buôn bán, cửa hàng khác đều đã đóng cửa. Xe MPV màu trắng đỗ ở ngoài nhà trọ, Trương Nguyên Thanh mở cửa xuống xe, mị hoặc bảo vệ cửa. Thiên đạo bất công cõng bản thể, đi theo phía sau Trương Nguyên Thanh, vào nhà trọ. Trương Nguyên Thanh đi trước dẫn đường, dựa theo trí nhớ của mình, tới lầu 3, đứng ở cửa phòng 302. Phó Thanh Dương thao túng thiên đạo bất công, lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng. Tiến vào phòng, Trương Nguyên Thanh nhìn quét một vòng trong bóng đêm, ra nhà trọ này hai phòng ngủ một phòng khách, tổng diện tích đại khái 70 mét vuông. Bố trí đơn giản, bàn ăn trải vải chống bụi, đồ làm bếp đã lâu chưa sử dụng, thiếu khí tức sinh hoạt. Nghĩ hẳn Thiên Đạo bất công chỉ coi nơi này trở thành điểm dừng chân lâm thời. Vật liên lạc hắc vô thường ở phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh đi ở phía trước, đẩy ra cửa phòng ngủ. Vừa vào phòng, hắn liền ngửi được một mùi lạ như có như không ngay sau đó đầu vắng mắt hoa phổi khó chịu nhịn không được muốn ho khan thành tiếng phó thanh dương thao túng thiên đạo bất công thản nhiên nói trong phòng ngủ tràn ngập khí thể có độc cậu nói cho tôi biết đạo cụ liên lạc ở nơi nào sau đó mang theo thân thể tôi ra ngoài trương nguyên thanh gật gật đầu lui lại mấy bước nói ở trong tủ quần áo thiên đạo bất công gật đầu giao bản thể cho trương nguyên thanh tự mình vào phòng ngủ dầm cửa phòng đóng lại trương nguyên thanh thì cõng phó thanh dương rời khỏi nhà trọ chờ đợi ở trong hành lang yên tĩnh trong phòng ngủ thiên đạo bất công lau sơ qua vết máu trên người mở ra cửa tủ quần áo bằng gỗ tìm ra một cái bát đồng xanh cầm vào tay thấy nặng nề thân bát điêu khắc xà trùng con rết các độc vật miệng bát bay ra một mùi lạ hơi gay mũi thiên đạo bất công cầm bát tới bên cạnh bàn cắt cổ tay để máu tươi chảy vào trong bát